Hello chị Tươi. Chào hết tất cả mấy chị nha. Siêu thị Aeon đóng cửa luôn. Đóng như vậy thì đóng hết rồi hả? Thông báo đóng cửa từ ngày 25 tháng 6 để phun khử khuẩn. Khi nào mở lại sẽ thông báo sau. Đóng hết rồi. Ừ. Đóng cửa mà. Chỉ có cái nhân viên đứng mà như vậy. Hello mấy chị. Chào chị Ngọc Trương nha, chào hết tất cả mấy chị. Livestream ngày hôm nay trưa này nó có một chút đặc biệt một chút. Em sẽ giới thiệu cho mấy chị một cái dòng lan mới. Mà cái dòng lan này thị trường Việt Nam mình chưa có. Và cái dòng lan này vì nó là một cái dòng lan nó rất là đẹp. Chưa có nhà vườn nào có, cũng như là chưa có nhà vườn nào bán ra. Thì cái cây này á là em cũng nói luôn á nghe, là cái cây này á là nhà vườn tụi em tự đặt tên ra cho nó luôn, tự đặt tên ra cho nó luôn, kể cả hỏi kinh nghiệm, hỏi những anh chị chơi lan quốc tế thì họ cũng không biết được một cái tên chính xác của cái dòng lan này, nên là cái này là tự động tụi em đặt ra luôn cho mấy chị nha, nó sẽ tạo thành một thương hiệu luôn cho mấy chị đó. Chào anh Tất Cảnh Quân. Chào chị Lan Hậu Đẹp, hello chị Sushi, chào hết tất cả mấy chị. Cái này thì nó có ít thôi và nó cũng đặt, nó cũng có mặt bông cho mấy chị để mấy chị nhìn thấy và ngắm luôn. Hiện nó cũng cây nào nó cũng có hoa hết, nhưng mà em chỉ bán cho mấy chị ở mức độ là cây giống, cái cây về mấy chị chăm hoa đằng sau. Tại cây này nó rất là đẹp, em cũng nói thẳng luôn cho mấy chị, này là hàng nhập trực tiếp nên nó là không thể nào bảo hành hoa được cho mấy chị. Bảo hành mặt bông cho mấy chị thì bảo hành, còn bảo hành hoa thì tụi em bảo hành không được. Nhưng mà nó là một cái giống lan thật sự là mới toanh luôn, kể cả thị trường tới Thái Lan nó còn không biết tên nữa mà. Nó là người lai tạo ra mà nó cũng không có biết tên nữa. Hỏi trong hội mấy chị chơi lan ở trong hội thế giới á thì cũng không biết. Cũng biết, nên là em cũng nói luôn á nghe, là cái cây này nó là mặt bông mới, nó đẹp lắm mấy chị. Nó tựa giống như là chớp gì đó, nó giống như là chớp gì đó. Cây chị Linh Hồn, nó giống như là chớp gì đó. Nên nó là, cũng nói luôn á nghe, là cái tên này là mấy chị sao hỏi sao á, là em đặt cái tên này cho mấy chị. Nó sao nó không có giống sạch Google thì nó lại không ra. Thì không có được mặt bông này trên Google luôn. Cũng chưa có nhà vườn nào đăng bán mặt hoa này luôn cho mấy chị. Nó là như vậy đó. Nên nó em đặt cho nó một cái tên Nam Thanh Ánh Sáng Đẹp. Hồi bữa tới thui anh Trần Quang. Nói chung là nó vậy đó anh ơi. Và nói chung là đợi chút cho mấy chị thôi. Để bữa đi, khoảng tháng nữa qua cái kho mới, qua cái chỗ mới rồi cho mấy chị sẽ ánh sáng sẽ được lung linh huyền ảo hơn. Giống như livestream quần áo á, ánh sáng chiếu vô cho mấy chị nó đẹp. Còn ở đây trong cái kho này nó tối lắm. Chung là cũng hạn chế và ánh sáng cho mấy chị. Tại sao xíu em sẽ cho mấy chị tại sao em đặt cái tên lan như thế này. Chung là mặt hoa nó đẹp lắm mấy chị. Em vừa kịp thời em chụp, em quay một cái video mà chưa có, nó đẹp dữ lắm. Thì em tin chắc 100% rồi, chưa, em dám đảm bảo mấy chị, dám nói một câu rất là lớn tiếng mạnh miệng là chưa có anh chị nào đã sở hữu được cái dòng lan này. Nó là dòng đen râu nắng thôi, nó là dòng lan đen râu nắng của mình thôi. Và cũng rất là tự tin nói là thật sự là chưa có một anh chị nào, kể cả những anh chị chơi lan kỳ cựu, chưa có anh chị nào sở hữu sưu tầm được cái cây này. Mình về được bao nhiêu cây, 100 cây ạ? Em về chỉ có được 100 cây cho mấy chị thôi. Về được 100 cây cũng nói luôn nha. Vì nó, tại vì cũng hỏi tên, kể cả nhà vườn nó like ra nó cũng không biết tên. Kể cả bên vẫn xuất ra Indo, xuất ra này kia các kiểu, nhưng mà cũng không có biết được cái tên chính xác của nó. Mỗi một địa phương thì nó có một cái tên riêng. Và cái em nói thật, hôm qua cũng có anh chị nào có vô hội cái gì quên mất tiêu rồi. Cái gì đó, cái hội gì quên mất tiêu chưa hơn.
đọc tiếng Anh là dốt nữa nè. Em vô em hỏi trong cái hội hoa lan thế giới á thì không biết tên cái cũng có một người đã trả lời cho là một cái dendrobium. Dendrobium thì đó là một cái nguồn gốc cơ sở chính của nó rồi. Trong cái hội đó thì nói chung là Mỹ, Âu, Latin gì nhiều lắm. Mỹ, Âu, Latin gì, nói chung là tất cả các thành viên chơi hoa lan trên thế giới nó tập hợp trong một cái hội hoa lan đó. Tại vì nói chung là thường em không có biết, nói chung là cũng tâm sự với mấy chị luôn nha. Thường em không biết một cái mặt tên gì đối với những cái dòng lan mới gì. Khi em chụp mặt bông em gửi trong hội đó, em hỏi thì người ta sẽ biết. Tại vì á, em nói là họ sẽ có một cái tên khoa học của cái dòng lan đó thì mấy chị sẽ search ra luôn. Còn đằng này cái cây này thì họ cũng bó tay, họ chỉ trả lời em là dendrobium. Thì tất nhiên cái cây này em cũng thừa biết, thừa sức em biết đó là dendrobium mấy chị. Hội đó thì Mỹ, Latin, Âu Á thì họ cũng có hết, họ có công hội đó hết, nên là cái kiến thức, cái kinh nghiệm của họ rất là nhiều. Em cũng chắc hẳn mấy chị một điều là thị trường Việt Nam mình chưa có cái giống lan này. Nó là dòng lai đó mấy chị, nó là dòng lai, cũng không có một cái tên chính xác cho nó, nên là em cũng nói luôn là em tự đặt cho nó một cái tên, nó tính là sao thiên vương. Tại sao nó giống là sao thiên vương thì nó là lạ lắm mấy chị. Nó mấy chị anh chị có thể thật ra chữ sao thiên vương là nó là trầm của trầm sao thiên vương, có nó chớp nó tia giống như là cái thằng trầm sao thiên vương của mình gì đó, y chang luôn à. Nên là em đặt cái này là tự nhà vừa em đặt tên nha, nên là mấy chị đừng hỏi mấy chị đừng hỏi sao cái tên này xuất xứ từ đâu nha mấy chị, thì không biết được cái tên của nó để đặt về, để đặt cho mấy chị một cái tên. Giống như là thường cũng trước đây cũng có vài loại lan mà tự nhà vườn em đặt tên cho nó sau này nó trở thành một cái thương hiệu heo gắn liền với cái tên của nó luôn. Em cho mấy chị coi mặt khoai nha, cho mấy chị coi thử mặt khoai nha, thử anh chị nào có giống này chưa. Cũng chắc chưa hẳn mấy chị đã có giống này đâu, phải tự tin như vậy. Nói chung là một điều rất là tự tin, nên là mấy chị sở hữu thử một cây chơi nha. Nói chung là thể trạng cây nó khá là đẹp, nó có mặt bông luôn cho mấy chị chơi đó. Cái đặc tính này nó nghe, cái đặc tính này nó lại tạo ra bông khá là lớn đó, bông khá là lớn, khá là đẹp đó nha. Em cho mấy chị coi cái video mới hồi nãy, được cái trời không nắng không nắng mà mưa cũng không mưa, nó âm nó oi bức, nên là quay cái video cho mấy chị thì cũng không có được đặc sắc mấy. Cho mấy chị coi nha. Nó đẹp lắm mấy chị. Cái dòng này em cũng đúng thật, nếu mà nhìn kỹ nó giống như một cái sao thiên vương của cây lan trầm của mình vậy đó. Nó đẹp lắm, nó có mặt bông. Mấy chị nên sở hữu thử một cây chơi nha. Tại cây này chắc hẳn điều là Việt Nam mình chưa có, thật sự là như vậy, Việt Nam mình chưa có. Em làm hay đi tầm nhiều cho mấy chị, kể cả một số anh chị gửi mặt bông qua cho em đi tầm luôn mà. Một số khách mấy chị có tin được không, mấy chị đã gửi mặt bông cho em đi tầm luôn á. Đây cho mấy chị coi. Đây là mặt bông của nó nha, ngoài nó nhìn đẹp hơn nữa. Mới được kịp quay cho mấy chị đó. Nó về mới vừa về sáng nay bung thùng ra cho mấy chị, thì cái cánh bông nó hơi ấp ấp một chút, nó giống như là nó chưa có được tươi, nên là em phải tưới nước nó một xíu cho mấy chị quay lên thì cho nó đặc sắc một chút. Qua game là cái giá nó không hề rẻ nha mấy chị, nhưng nó cái giá nó tương đương với cái giá cây quấn lông của mình nữa nghe. Nó không rẻ đâu, nó không rẻ đâu. Tại cả tụi em về đây em tính chi phí hết luôn cho mấy chị luôn. Nói chung là đưa ra cho mấy chị một cái mức giá rẻ nhất, một cái mức giá rẻ nhất của nó nha. Cho mấy chị coi nè, đây là mấy chị nhìn cái hình bông đi. Trời, cái điện thoại tôi phải bung sáng lên cho mấy chị. Em bung sáng lên cho mấy chị coi cái nha. Mới kịp chụp hả? Em mới kịp chụp cho mấy chị được xíu hả? Cái này nó nắng lên nó nhìn nó đẹp lắm nha mấy chị. Mới kịp chụp được chút đỉnh cho mấy chị à. Kể cả hỏi vô trong hội thì cũng không biết luôn. Thường những cái mặt em cũng hay nói mấy chị á. Cái cây gì á, cái cây gì em không biết nha, nó thật sự Việt Nam mình hiếm hoi á. Thì em đăng cho hội, thì hội đó có tất cả các thành viên hoa lan trên thế giới, họ sẽ có một cái tên cho mình. Chung là ai cũng biết hết trơn mấy chị, nhưng chung là dễ lắm. Còn cái riêng cái đặc thù cái cây này là không có biết tên gì hết trơn trời luôn, không biết trơn trời gì luôn nè. Đây, cho mấy chị coi cây thực tế luôn nha. Cho mấy chị coi cái cây thực tế luôn nè. Chờ vài chút của tôi thiệt tình luôn. Đây,
Em nhờ một cái chị, em nhờ một cái chị chỉ tầm tên giùm. Thì cái cây này nó giống rất là giống một cái dòng Range Rover nắng xưa của thằng Singapore. Đây nè, em cũng mới nhờ được một cái chị sưu tầm. Chờ chị Trúc chị Happy. Đây, nói chung là mỗi một lần tìm ra cái tên cho mấy chị, không phải là muốn bán gì, thật sự ra mấy chị muốn bán một cái giống gì cho mấy chị phải tìm hiểu nó về rất là kỹ. Đây là cái dòng lan mà thật sự với mấy chị nó chắc cũng được nằm trong một danh sách 2-3 loại lan gì đó. Khi về tới Việt Nam này, nhà vườn em tự đặt tên cho nó nha. Từ từ về sau cái tên nó gắn liền theo thương hiệu luôn. Nó tựa giống như thế này, nhưng mà cánh này thì nó lại dài hơn. Nó giống như dòng, nó là cái cây này, nói chung là cái giống này nó từ là một cái cây rất xưa của cái thằng giống lan của Singapore lai tạo ra cho mình. Đây nè, nó có tên nè mấy chị, coi mấy chị coi cái nguồn gốc nguyên bản của nó nè. Cho mấy chị coi cái nguồn gốc nguyên bản của nó có một cái tên rất là, ôi đẹp lắm mấy chị ơi. Nè, nó có một cái tên. Cái dòng này lâu lắm rồi, cái dòng này lai tạo ra lúc nào. Nè, cái bông riêng cái mặt hoa này nha, nó lai tạo ra lúc từ năm 1991 cho mấy chị tới giờ là. Từ cái mặt bông này nó lai tạo ra, mấy chị sẽ thấy cánh nó dài hơn. Cái hình hoa em cho mấy chị coi là cái khuôn bông nó y chang luôn. Cái khuôn bông, cái màu tông màu sắc thì nó y chang luôn. Nhưng mà thay vì cái thằng này cánh tròn, thì cái thằng của em cho mấy chị coi là nó là dòng cánh dài. Nó là dòng cánh dài nha. Nó gần như là một cái dòng lan mới hoàn toàn. Hoàn toàn cho mấy chị để sưu tầm nha. Đó. Công sức dữ lắm đó mấy chị. Đi sưu tầm được những cây lan mới cho mấy chị. Thôi mấy chị nói Yến ơi, tối ngày đi kiếm lan mới cho mình. Mấy chị kêu em kiếm lan mới cho mấy chị. Kiếm là riết là tóc tay gì nó rụng hết trơn luôn. Không có còn được cọng nào luôn cho mấy chị. Thì giờ kiếm lan bình thường mấy chị, những dòng lan cũ mấy chị đã có rồi thì ắt hẳn một điều thì mấy chị có rồi, không thẳng từ mấy chị mua cũng được. Còn riêng những cái dòng lan mới này lâu lâu kiếm được một, nó có những cái dòng lan mới đẹp lắm kìa, nhưng mà thật rất tiếc cho mấy chị, nó có những cây á em mới thật sự mấy chị nó đẹp tuyệt vời luôn, nhưng mà thật sự ra để nhập vô Việt Nam mình nó khó vô cùng mấy chị. Đa phần rồi xuất sang Mỹ, xuất sang Guinea, Philippines, Indo, Malai, gần như là họ không có xuất về Việt Nam của mình. Tại vì Việt Nam của mình xuất với cái giá thành rất là thấp, nên là họ không bán, họ không có bán ra, họ thẳng là họ không bán. Họ chê mấy chị ơi, họ chê Việt Nam mình sao á. Họ thiệt rất là như vậy đó nha. Em có nói sao thì, em nói, có sao thì nói vậy nha mấy chị. Tại vì, nói chung là về Việt Nam mình cái giá rất là rẻ. Cái mình giá, kể cả cái mình giá tiền của Việt Nam của mình á, mấy chị, anh chị nào mà chắc biết hẳn biết mà, cái mình giá tiền của Việt Nam mình nó rất là thấp. Và lan mới hồi hết bên chị Nhung Hồng, mà là cái này là đọc nha, đọc có 102 nha. Là cái gì đây, từ từ nha, từ từ em lên cho ba cây nè. Cái này em đặt cho mấy nó, cho mấy chị đặt một cái tên cho nó nha. Em sẽ đặt cho mấy chị thay gì à, tại vì nó là tông hồng, em sẽ đặt cho mấy chị nó là dòng Binh Thiên Vương nha. Binh Thiên Vương, binh xe xa binh hay là xe xa hồng binh hay cái gì, những cái dòng binh gì đó thì nó có tông hồng cho mấy chị, thì em sẽ đặt cho mình nó tính là Binh Thiên Vương. Thì em, tại sao cái mặt hoa này nó giống với một cái trầm thiên vương mà, nên là em sẽ đặt theo một cái tên như vậy nha mấy chị ơi. Đây là mấy chị à, em sẽ đặt cho mấy chị, thay vì đặt cho mấy chị Sao Thiên Vương, Sao Thiên Vương thì nó trùng với cái tên của cái thằng trầm nha mấy chị. Thằng trầm, thằng lan trầm của mình nó có tên là Sao Thiên Vương đó mấy chị. Bây giờ em vô lịch sử Google em tìm, em nói mấy chị, em tìm muốn nát luôn cái Facebook luôn á, em tìm luôn cái Google, trời ơi em đi hỏi tùm lum tùm la hết trơn á mấy chị. Nè em cho mấy chị coi mà cái bông Sao Thiên Vương, nhưng mà nó là Sao Thiên Vương, thay vì Sao Thiên Vương nó sẽ đụng hàng với cái tên của dòng lan trầm, nên là em sẽ đặt cho nó là cái dòng Binh Thiên Vương nha. Nên là sau này nếu mà mấy chị nào có trồng, có lai tạo ra thì đặt theo cái tên đó đi. Tại vì không có một cái tên nào phù hợp hơn với cái tên đó đâu. Đây, em cho mấy chị coi cái thử cái mặt bông của trầm Thiên Vương nè. Nó cũng chớp y chang vậy luôn đó mấy chị. Nó cũng chớp y chang vậy, đẹp lắm. Nên là nó có lý do để em đặt theo cái tên của nó nha. Rồi em cho mấy chị coi cái cây của nó nè. Đây, đây là cái mặt hoa của trầm Thiên Vương, trầm Sao Thiên Vương nè mấy chị. Nó có thương hiệu của nó mà, nó người ta đặt cho nó là Sao Thiên Vương, nên là nếu mà để gì đặt không có đụng cái tên nên sẽ đặt cho nó là Binh Thiên Vương nha mấy chị. Dòng Binh Thiên Vương, Binh Thiên Vương cho mình nha. Cái gì nó cũng có lý do của nó hết trơn á. Cây này nó đẹp lắm mấy chị, nhưng mà em cũng nói luôn mấy chị, hàng là nó mới về tới Việt Nam hồi sáng nay, chung là về tới cửa hàng của em hồi sáng nay, nên nó là nó vẫn có bông để cho mấy chị chơi. Vẫn có bông để cho mấy chị chơi, trời ơi, thật mà Trúc, chị Trúc. Nên nó là em chỉ bán hàng lá cho mấy chị thôi.
cây của nó lùm và nó cao đẹp như thế này cho mấy chị. Cây đẹp lắm mấy chị coi nè. Cây nó đẹp lắm. Quà game làm sẽ tặng cho mấy chị 3 cây. Like được like thì hơi nói nhiều một chút cho mấy chị nghe, tại vì em giới thiệu một cái sản phẩm mới nên là hơi nói nhiều một chút nha mấy chị. Hơi nói nhiều một chút nha. 3 cây quà game làm sẽ tặng cho mấy chị là 3 cây. Cái dòng này nó lùm lắm, cây nó lùm lắm nha mấy chị. Dòng cây này nó lùm lắm. Nhớ giùm em là em chỉ bán cho mấy chị mặt cây thôi, cho có mặt bông như thế này cho mấy chị, không bảo hành hoa nha, tại vì nó mới về sáng nay nên là chưa có kịp thuần lại dưỡng lại cho nó tươi hơn chút. Nên là sợ về bông của mấy chị á, nếu mà gửi về mấy chị khoảng 2 ngày, 3 ngày mấy chị nhận là còn bông để chơi. Còn nó vận chuyển hơi lâu một xíu thì em sợ héo bông. Nên là nói trước với mấy chị là em bán bằng lá nha. Tất cả các cây ở đây đều cây nó đủ sức cho bông hết và có đều có hoa thế này hết cho mấy chị nha. Nên là nó một cái dòng lông mới để rất là đáng cho mấy chị chơi. Em quay game luôn cho mấy chị nha. Em quay game luôn nha mấy chị chẳng dịch cho chị vô. Nhìn nó ngoài nó đẹp hơn anh em mới nghe mấy chị nha. Tại vì do anh chị nhìn cái kho của em là nó tối cỡ nào rồi đó mấy chị. Em bật ở đây là 1 2 3 8 cái bóng đèn. 8 cái bóng đèn đó mấy chị, là nó 8 bóng đèn là mà nó cỡ này nè. Mấy chị nó tối, cái kho em nó tối lắm. Nó không có sáng được. Cái này á em nói là mấy chị để ngoài nắng nha, nó lên nó, cái cây này nó cái bông nó có ánh kim tuyến, nhìn nó đẹp lắm, nó đẹp lắm nha. Chỉ về vừa kịp cho mấy chị rưới nước sơ sơ cho cái bông nó mát cái bông rồi em quay video cho mấy chị thôi, chứ cũng chưa có thời gian gì nhiều. Kể cả tại vì em quay game nha, kể cả em tại vì em muốn tìm được một cái tên chính xác của nó, nhưng mà thật sự ra cho mấy chị á là nay có chớp sưu tầm hoa chớp hả, nay không có chớp rồi đó chị. Chị yêu ơi, em có chớp em bây giờ em đi săn hàng tầm mấy chị không à. Em đi săn hàng tầm cho mấy chị không à. Nên là mấy chị thường coi like của em rất là ít like. Kể cả thời điểm dịch này gần như là mấy chị thấy là ngày cách ngày tụi em like một lần, nhưng mà tụi em like rất là ít. Nhưng mà đi sưu tầm cho mấy chị mỗi lần, mỗi một khi mấy chị mở một cái like lên đều có một cái mặt bông mới, mặt hàng mới để cho mấy chị sưu tầm nha. Em quay cho mấy chị 60 giây quà game làm tặng cho mấy chị 3 cây binh thiên vương nha. Sẽ không đặt sao thiên vương, tại sao thiên vương nó sẽ trùng với một cái tên của trầm thiên vương, thì em sẽ đặt cho nó là dòng binh thiên vương nha mấy chị ơi. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Nhớ giùm em là cái tên này là từ nhà vườn em đặt nha mấy chị. Nước ngoài nó không có tên chính thống, và kể cả trong hội trên Hoa Lan trên thế giới cũng không có một cái tên chính thống của nó. Nên là về Việt Nam mình nói chung là có thể, nếu mình không dám nói gì, chỉ có nói là đọc hơi độc quyền một chút về cái cây này cho mấy chị, hơi độc quyền một chút thôi, nó là như vậy. Bắt đầu quay game cho mấy chị nha. Quà game em tặng cho mấy chị 3 cây, mấy chị về chơi. Em cũng nói luôn cho mấy chị nha, em bán cho mấy chị là combo, tại tính vơ hết tất cả các chi phí này kia cho mấy chị, sẽ đưa cho mấy chị một cái mức giá thấp nhất có thể đối với một cái dòng cây này. Combo 3 cây của nó là 240.000. 240.000, tại sao không đi cho mấy chị là 3 cây 250 giống như dòng Quảng Long, thì em muốn thấp hơn cho mấy chị một ít. Nó tính cả chi phí, nói chung là em chỉ nói là em chỉ có được khoảng 100 cây cho mấy chị thôi. Về chỉ có được 100 cây và em sẽ giữ lại ít cây để làm cái giống này, ít cây để làm giống. Tại vì cái này là giống mới hoàn toàn ở Việt Nam của mình. Mới về tới luôn đó mấy chị. Nhà vườn em là người đầu tiên là có cái giống này để bán ra cho mấy chị. Và em chỉ cố bán cho mấy chị được khoảng ít khoảng 100 thôi. Còn lại đa phần là tụi em sẽ đem về vườn giữ lại và ra chỗ lớn. Ba cây này có giá là 240. Cây hiện tại đang có mặt bông này cho mấy chị Binh Thiên Vương. Ba cây này á, cái cây này á là cây đã có vò hoa cho mấy chị luôn rồi, đủ sức làm bông. Nhớ lưu ý giùm em chỉ bán cho mấy chị ở hàng lá. Cây nào cũng có hoa thế này hết trơn á, giống như ở cây em cho mấy chị câu quà game gì đó. Cây nào cũng có hoa hết trơn á, nhưng mà bán cho mấy chị hàng lá nha, hàng lá cho mấy chị sưu tầm. Mai Quốc Phong à. Mai Quốc Phong nha, em đếm từ 1 đến 10. Nó có ít lắm nha mấy chị, để cho mấy chị sưu tầm. Mai Quốc Phong nha, em đếm từ 1 đến 10 cho mình nè. 1 chanh Mai Quốc Phong ạ. 2 chanh Mai Quốc Phong nha. 3 ạ. 4 chanh Mai Quốc Phong ạ. 5 ạ, chị nào thấy tên kéo tên ra giùm em nha. 6 ạ. Mai Quốc Phong có nha mấy chị. Mai Quốc Phong có nè. Quà game tặng cho mình 3 cây nha. Mai Quốc Phong có chia sẻ công khai 9 phút trước phiếu game hợp lệ. Mình là khách mới nên nó là Hồng Bơ Bi thì một cái tên nó quá bình thường chị Ngân. Nó cái Hồng Bơ Bi nó có nhiều tên hero, Hồng Bơ Bi nó sẽ trùng với cái tên của nó. Là sao Thiên Vương là gần như là nó sẽ
Building Wool là gần như là nó sẽ không có đụng hàng với cái dòng lan nào, để cho mấy chị sau này nếu mà mấy chị không mua của nhà vườn em, nếu mà sau này nhà vườn nào có bán cho mấy chị thì mấy chị cũng biết à cái tên nó như thế nào nha. Và cũng nói luôn cho mấy chị là cái này nó không có một cái tên chính thống, và kể cả người nhà vườn lai tạo ra cũng không có tên. Khi họ xuất bán ở thị trường Sing, thị trường Indo, Philippines cũng không có tên. Kể cả em cũng có nói với chị trước khi em bán, mấy chị em cũng có tham khảo trong hội Hoa Lan thế giới thì không có chị, đa phần người ta không có biết về cái giống này. Họ chỉ biết họ chỉnh chuẩn cái dòng này là Dendrobium cho mấy chị thôi. Thì trước giờ những dòng là lan này bán ra cho mấy chị đều là dòng Dendrobium mà. Đó, không có một cái tên thế giới này, là không có một cái tên nào chính thống cụ thể của nó, nên làm tự đặt cho nó là dòng Binh Yên Vương nha. Em cho mấy chị coi mặt hoa của nó nè. Tại vì cái này cái kho của em nó tối lắm, nên là cái mặt hoa nó không có sáng được như là những gì cái mấy chị nhìn đâu nha. Nó đẹp lắm mấy chị. Giống như là cái video này em cho mấy chị coi thử nha. Nó có một chút nắng thì nó sẽ sáng hơn, nó đẹp hơn nhiều. Em cho mấy chị coi là cái video này em vừa mới kịp quay cho nó mấy chị thôi. Vừa kịp quay cho mấy chị thôi. Nó khá là đẹp đó nghe mấy chị. Cánh bông nó tươi lắm. Cái dòng này nếu mà cái nhìn giống như cái hình hồi nãy của cái chị khách nãy chị đưa cho em á, nó rất là giống cái dòng đen xưa của thằng Singapore. Cái dòng nó có rất là lâu, từ năm 1991 rồi. Nó lớn tuổi hơn em nữa đó mấy chị, nó lai tàu ra. Cái dòng kia thì nó cánh nó tròn, còn cái dòng này thì cánh nó dài. Mấy chị sẽ thấy là cánh bông nó chưa có được thẳng nữa, tại vì nó về vừa mới khui thùng ra đó mấy chị, nên là cánh bông nó không có được thẳng, không có được tròn đầy. Nó là nhìn tới chưa có bắt mắt mấy, nhưng cái bọc bông này mới lắm, hoàn toàn mới tanh và rất là đẹp. Ba cây chỉ có là 240 thôi. Ba cây 240 thôi. Giá đưa ra cho mấy chị một cái mức giá hợp lý nha. Thật sự cái giống này nó về tới đây nó cũng không hề rẻ đâu nha mấy chị. Về tới đây nó cũng không hề rẻ. Cái giá nó cao hơn cả thằng Quán Long, nhưng mà tại vì em nhập về khoảng 100 cây thôi và chừa ở vườn em trồng nữa, nên là bán cho mấy chị, chia sẻ giống cho mấy chị được ít. Ba cây nó 240. Nhớ giùm em nha, em bán nói chung là mấy chị ơi, cái cây này á, thật sự muốn bán hàng bông cho mấy chị cũng được. Tại vì nó mới chụp về, nhập về vừa ra thùng cho mấy chị. Đây, mặt cây nó lùm không à. Những cây này á là, mấy chị coi nè, em vừa ra thùng hồi nãy mà cái cây nó là cây lùm không à mấy chị. Chọn là được những cây nó đẹp lắm. Nói chung là những anh chị nào ở Sài Gòn á, những anh chị nào mà cứ chung là gửi hàng cho mấy chị khoảng 1-2 ngày mấy chị nhận á, là về mấy chị còn chơi bông được, tại vì bông nó còn tươi lắm. Nó không về đây nó cũng, tại vì hàng này em vận chuyển máy bay không à, nên là cây của mấy chị còn rất là xanh mơn mởn, không có đi đường tàu, nên là cây nó cũng không có mất sức cây cho mấy chị. Bên kia nó cũng về đây cho mấy chị khoảng 2-3 ngày thôi, 2-3 ngày thôi là hết lóc, từ khi thời điểm nó mà cũng giống như là em, từ em gửi về tới mấy chị cũng 1-2-3 bữa thôi, nó là như vậy. Nhưng mà thôi, em cầm những cây này đều có hoa cho mấy chị hết. Mấy chị mua mấy chị em bán bằng lá nha, cho mấy chị thấy mặt bông là cái mặt bông chuẩn. Nhớ giùm em cũng chắc hẳn một điều như thế này, chưa có nhà vườn nào tại Việt Nam bán cái dòng này cho mấy chị, thật sự là như vậy. Nên là mấy chị sẽ không có một cái tên chuẩn, em sẽ kêu nó là dòng Binh Thiên Vương nha mấy chị. Rồi bắt đầu chốt cho mấy chị, nên mấy chị mua ba cây đi, ba cây về ghép đi đó mấy chị, giống mới đó nè. Cũng mấy chị, cái nguồn gốc nó là từ cái cây này nè mấy chị. Cô cho mấy chị coi lại nha, cái nguồn gốc của nó là cái cây thế này. Đây nè, tại sao em hay đặt cho nó, tại sao không đặt nè. Cái này là trầm thiên vương của mình nè mấy chị, nó cũng tia, nó cũng tím thế này. Đây rất là đẹp, nó thuộc cây họ trầm. Nên là em đặt, em mượn cái từ của nó là cái từ thiên vương của cây trầm. Em gắn vô cái từ bên của cái thằng Dero nắng này nha mấy chị. Nè cái cây này nó có nguồn gốc xưa nè. Cái cây nếu mà mấy chị để ý giùm em, cái cây này nó cách tròn. Nó thuộc cái dòng, mỗi cái tên thường á, mỗi khi một lai tạo ra cái dòng gì á, nó sẽ có một cái tên đầy đủ của nó, tiếng Anh đầy đủ cho mấy chị nè. Còn cái dòng này thì không tìm ra được tên luôn. Nó là như vậy, không tìm ra được tên luôn á. Nó có lâu rồi, nếu mà mặt hoa này nó có lâu rồi. Nếu mà lai tạo ra cho mấy chị thì nó mới đây thôi. Cái giống màu tông màu thế này thì nó có lâu rồi. Ba cây là 240. Em nói chung là cái giá này thật sự với mấy chị em lời rất là ít trên một combo. Anh chị nào coi tụi em livestream mấy chị biết gần như rất giá. Những cái mặt hàng nào mới về hết cho mấy chị đều đưa ra mức gì mắc thấp lắm luôn á. Không phải là gì nó làm mình độc quyền, nhưng mà mình độc quyền mà mình để cho mấy chị cái giá cao đâu, không có đâu nha mấy chị. Gãy ok đâu, phát triển không em? Nè đồng hậu ơi, em giơ thử một cây thế này cho mấy chị nè. Đây, một cây thế này nè. Họ rất là tốt nha. Tuyển cho mấy chị là những cây đẹp không à. Tại vì cái nhập cái này, hàng này nhập về thật sự về tới vừa, nó vừa về tới đây luôn. Em làm chuyên đi sưu tầm những cái mặt bông mới cho mấy chị bắt đầu bán nè. Ai chút trước mà vừa chưa thấy nè. Ai là người đầu tiên nha chị Phương? Từ từ nha. Ủa, từ từ nha mấy chị ơi. À thích thì tới ai nữa? Thích thì tới sinh thái, thì tới Kim Anh. À rồi, bắt đầu thấy rồi nè.
cái bộ rễ mấy chị hỏi em có khỏe không hả, thì nó khỏe lắm. Đây, nó khỏe lắm nha, em bung thử một cái gốc cho mấy chị coi. Bung thử một gốc cho mấy chị coi nha, nó rất là khỏe. Đây, nói chung là một vòng lăng mới hoàn toàn cho mấy chị. Nó em có khoảng 100 cây thì nó nhiều cho mấy chị thôi. Nó nhiều mấy chị thôi chứ không có nhiều đâu để bán đâu. Nè, mấy chị coi nè. Cái cây nào nó cũng vậy á, chỉ là cây nào nó đẹp, nó lùm, nó là dặn lùm như thế này nè mấy chị. Nó dặn lùm như thế này nè. Nó dặn lùm như thế này cho mình. Bông nó mới nở thì nó chưa có tươi mấy, chưa có lên đông chuẩn cho mấy chị mấy. Nó nở lâu thì nó sẽ như thế này cho mình. Nó nở lâu thì nó sẽ như, nói chung là cây nó bụi lùm không à. Em thì em bóc lộn xộn, nhớ giùm em nha. Mấy chị nào thương em thì em cũng nói luôn là em chỉ bán hàng lá cho mấy chị thôi. Bán hàng lá cho mấy chị vẫn là lựa cho mấy chị những cây có bông như thế này cho mấy chị chơi. Nhưng mà bán là bán hàng lá nha. Em sợ về nó bị hư bông thôi chứ không có gì hết trơn. Chứ em nói chung là rất là thoải mái cho mấy chị. Nếu mà bông nó đảm bảo, bông nó ok thì em bán mấy chị. À khách ơi, cái này có bông mấy chị chơi luôn. Nói chung là cây nào cũng có bông hết trơn. Chứ cô ấy thích 6 cây đúng không? Cô ấy thích tính nở. Cho cô ăn thích 6 cây nè, cây nó lầm con mới chơi, cây lầm lắm luôn. Dạ. Dạ, từ từ em đọc tên lên cho mấy chị nha. 2, 4, 6 cây cho cô ăn thích nè. Em chỉ bán cho mấy chị 3 cây là 240, mặt bông nó khá là đẹp đó nha. Từ hồi bán lan tới giờ cho mấy chị đây là lần đầu tiên em thấy được cái mặt bông như thế này. Và cũng là lần đầu tiên hiếm thôi. Mà em đi tìm cái tên cho nó rất là cực khổ mấy chị. Nó không có cái nguồn gốc gốc chuẩn nên là không mấy. Cho anh Sơn Thái một combo cho anh Sơn Thái nha. Sơn Thái, ba cây trên Sơn Thái nè, cây nó đẹp lắm. Và những cái cây này đủ, nó đủ sức làm bông hết trơn rồi. Nó gọi là cây trưởng thành nè mấy chị, nó gọi là cây trưởng thành rồi. Sơn Thái ba cây nha, Sơn Thái ba cây. Sơn Thái ba cây nha, ba cây là 240. Trời, mấy chị chớ đừng có nói là có bông từ nghiệp em mấy chị nghe. À, em sẽ lựa cây cho mấy chị đẹp nhất rồi thôi. Cây nào xấu em đem về vườn em dưỡng lại. Chứ em không có á ép bán gì cho mấy chị đâu. Trời, thất giả gương nó hoài hả? Phải nói với bán thất giả Vân. Hôm nay thất giả Vân chửi mình luôn trời. Sơn Thái ba cây từ từ chốt nghe, bây giờ lướt lên cho nè. Em thấy chị Yến Yến à. Cho chị Kim Anh ba cây nè. Cái này em kêu đặt cho nó là dòng binh thiên vương nghe. Cảm ơn chị rất nhiều. Hôm qua cũng vô hội. Em vô hội, hội đó là có hội lớn lắm mấy chị. Hội lớn thì thật sự nhiều anh chị cô chú mình lớn tuổi không có biết mấy chị đó, nhưng mà nếu có điều kiện em sẽ đăng cho mấy chị một cái hội đó để mấy chị vô đó mấy chị chung là mình không mua lan trên đó là không có ai bán lan đâu, họ chỉ là giao lưu kinh nghiệm nhau thôi và cũng chả có cái vụ mà đá xéo nhà vườn này đá xéo nhà vườn kia đâu mấy chị. Người ta lên đó là người ta chỉ đăng mặt hoa lên cho tất cả các anh chị chung là trong ngoài nước Á Âu Mỹ họ sưu tầm thôi, chứ cũng cái hội của người ta rất là chặt chẽ. Đừng có ai mà đăng như đó mà đá xéo nhà vườn này đây xuống kia là người ta lóc ra hết trơn à. Nếu mà có cơ hội sẽ cho mấy chị vô cái hội đó mấy chị tham qua, rất là tuyệt vời, những mặt bông rất đẹp cho mấy chị, đỉnh lắm đỉnh lắm. À, cho chị Linh Nguyễn ba cây nha. Linh Nguyễn ba cây Binh Thiên Vương, Binh Nguyễn ba cây, combo ba cây là 240, không có đắt cho mấy chị đâu nên là mấy chị cứ yên tâm đi. À, cho cô Thu Vũ ba cây. Cô ơi, cô yêu của con ơi. Cô ơi, con bán lá nha. Cứ cô đừng nói, đợi con 2 giờ con nghèo con đòi ra. Về mà cái bông của cô nó có hư á, con biết được là con rờ luôn có Thu Vũ. Đây, hôm nay hồ điệp đẹp lắm Trung ơi. Hôm nay mà hồ điệp màu mới nữa. Cô Thu Vũ ba cây nha. Cho anh Thất Giả Hánh Quân nè. Thất Giả Hánh Quân ba cây nè. Về, anh Thất Giả Hánh Quân về phải chăm tươi tươi, nở nhiều hả? Tại về chăm tươi tươi rồi cứ quay video nghe. Nè Thất Giả Hánh Quân, mà cái cây nó như thế này không nó mới chị cây lầm. Một cây này về mấy chị ra chậu lớn giùm em nghe, nó mới về sáng nay. Ba cây là 240, Binh Thiên Vương, cái dòng lan mới hoàn toàn cho mấy chị để mấy chị chơi đó. Nói chung là đã rất đáng cho mấy chị sưu tầm đó nha. Cho chị Hiền Nguyễn một combo. Ba cây 240. Tại cái hàng này của em á mấy chị nhìn nó rất là tươi xanh đúng không? Là cái này là tụi em đi máy bay về cho mấy chị không mà, nên là tụi em bị áp thuế rất là cao. Nên là cái giá này cho mấy chị là rẻ lắm rồi đó, nó mấy chị, anh chị đâu mà chuyên nhập xuất khẩu mấy chị biết cái giá mà nhập về, mấy cái giá mà đi vận chuyển thằng máy bay mấy chị biết rất là đắt. Hay gì tụi em đi đường tàu cho mấy chị thì đương đi cho chị thì trang ba cây thì đi cái này vẫn cho mấy chị, cái cây nó đẹp cho nó mướt cho mấy chị. À, cây nó không có bắt cái sức cây quá nhiều, về mấy chị cây của mấy chị tuyệt đẹp luôn. Cho chị Thùy Trang ba cây nha. Thùy Trang ba cây nè. Thùy Trang ba cây. Em dám đảm bảo với chị và có bán 2 cây nhưng mà nhớ trước lên tim giùm em nha. Em dám đảm bảo với chị á, mấy chị thử chụp vô hội của mình coi, mấy chị chụp hết vô trước hội hoa lan của mình ấy. Có mặt bông này đâu, không hề đâu mấy chị ơi, không hề có. Em dám chắc một điều, tự tin luôn á, tự tin một điều vậy luôn á. Cho chị nợ duyên không có chưa? Nợ duyên không có. Nè, nợ duyên không có, chị nợ duyên không có 3 cây nha. Nợ duyên không có 3 cây. 3 cây là 240 nha mấy chị ơi.
Sơn Thái có rồi ạ. Cây chị Kim Tiến, ba cây chị Kim Tiến nè. Cây nó khá là lùm, nó không ít thân. Cây nó khá là lùm, nó không ít thân cho mấy chị đâu. À, khi mà tụi em đóng hàng thì em sẽ lọc bớt một số lá thôi, gặp như thế này nè. Em sẽ lọc lại cho mấy chị, cây nó sẽ đẹp hơn nha. Cái này vừa mới về chưa có kịp lọc gì hết trơn nha mấy chị. Mà cây đẹp lắm, mấy chị coi cái cây của nó nè. Chung là em chỉ bán hàng lá, em cũng nhắc đi nhắc lại cái câu nói này cho mấy chị, em chỉ bán hàng lá. Bông về nó vẫn còn tươi như thế này, nụ nó không bị héo luôn đó mấy chị. Nụ không hề bị héo luôn nha. Nhưng mà tại vì em muốn bán hàng lá cho mấy chị cho nó an toàn của em thôi. Tại vì em đưa ra cho mấy chị cái mức giá thấp nhất rồi. Cho ca leo 3 cây, cho ca leo ạ. À, 3 cây là 240 nha. Nếu mà em đã đưa cho mấy chị mức giá thấp nhất của một cái cây rồi nên là không có tính gì, nên là không có tính về cái phần bông cho mấy chị nha. Cho chị Thì Thu Trâm Nguyễn 3 cây ạ. À. Bình Thiên Phương, dòng này đẹp lắm mấy chị nên chơi thử ấy. Thử đi. Đây, à, cho 3 cây này cho mấy chị nha. Cho này chị Thị Thu Trâm Nguyễn ạ. À. Cho chị Linh Nguyễn 3 cây nha. Em bán cho mấy chị là 3 cây 240. 3 cây 240, mấy chị lấy 3 cây đi. Em còn không ép mấy chị. Chưa thấy cái này là Linh Nguyễn mà tới Thị Thu Huyền nè. Linh Nguyễn 3 cây. Linh Nguyễn 48. Linh Nguyễn cho chị Thu Huyền 5 cây, chị Thu Huyền nè. Chung là cây này, nói chung là mấy chị coi nè. Hàng em về máy bay nên là cái cây này nó cũng nụ. Giống như, nói chung là phải chứ với như thế này cho mấy chị dễ hiểu nè. À, thì em cũng đóng hàng cho mấy chị khoảng 2-3 bữa mấy chị nhận. Thì ở bên kia nó cũng đóng cho em, thì em đi máy bay rất là nhanh. Nên nụ về đây nó còn xanh lắm nha. Nó còn không hư rủi ro nhiều đâu. Nên nhưng mấy chị sẽ rất là đẹp. Nên cho mấy chị coi nè. Nên là còn nụ về mấy chị chơi dù em là em bán lá cho mấy chị nha. Em cho mấy chị coi nè, mới vừa kịp chụp cho mấy chị thôi hả? Vừa kịp chụp nè. Mấy chị coi nè, vừa kịp chụp mà lôi ra nắng đó mấy chị. Em vũ ra nắng em chụp cho mấy chị đó chứ. Cho mấy chị coi cái video này cho nó đẹp. Cho mấy chị nghe chút nhạc nha. Cái này em chỉ kẹp, nói chung là chưa có nắng, cánh bông nó chưa có bung ra. Chưa gọi là tươi đâu nên là chưa có được đẹp mấy thôi mấy chị. Dòng này là mới hoàn toàn đó nha. Em đặt cho mấy chị một cái tên đó là Bình Thiên Vương. Giá em bán ra cho nhà vườn, bán ra cho mấy chị là 3 cây là 240 nha. Cho em cho khách coi bọc bông. Rồi. Đó mấy chị chốt được, mấy chị nhắn tin Messenger nè. Thu Huyền 5 cây Bình Thiên Vương, chị Thu Huyền nè. Bữa nào ít nói thì bà chủ bà cũng nói ít nói. Mà bữa nào nói nhiều bà cũng nói là nói nhiều mấy chị. Thiệt luôn á. Đây. Cho chị Thu Huyền 5 cây Bình Thiên Vương nè. Trời, không nói bà cũng nói mấy chị. Mình không nói bà cũng nói, mà mình nói nhiều bà cũng không cho mình nói luôn. Đây, bà kêu bán đi. Đây 5 cây chị Thu Huyền nha. Nè, cây nó đẹp thế này nè mấy chị. Nè, cho chị không? Thanh Thanh 6 cây nha. Gửi đường bay. Dạ ok chị Thanh ơi, của chị là bừa bay không à chị? Bay không à, chứ miền Bắc em còn gửi bay không? Nhiều khi miền Bắc mà gửi hôm trước hôm sau mấy chị nhận luôn, mấy chị biết rồi đó. Em gửi bay không à? Em đâu có gửi bộ đâu, miền Bắc là gửi bay không à? 6 cây chị Thanh Thanh nè. Miền Bắc mà gửi đường bộ là chắc em đi ăn cáo hết luôn á mấy chị. Mà miền Phước mức phí miền Bắc rẻ lắm, mức phí miền Bắc cũng rẻ lắm nha. Cho chị Thanh 6 cây để mấy chị chơi. Chưa có chị nào có giống này đâu. Đây chị thấy rằng Phạm Thị combo 3 cây kể cả. Không phải nói gì những cô chú lớn tuổi, những cô chú mà chơi lan lâu năm á, hoặc là những anh chị nào chơi lan lâu năm, mặc gì chị nào đã xa xeo dõi vườn em, thì đây là cái dòng lan đầu tiên mới của anh mà em bán mấy chị đó. Em cũng được mạn phép đó là tự nhà vườn em đặt tên cho nó nha, là Bình Thiên Vương nha mấy chị. Nguyễn Hoàng Anh, chị Nguyễn Hoàng Anh 2 cây, chị Nguyễn Hoàng Anh là cây nó lùm lắm mấy chị. Nhớ giùm em là cây này em chỉ bán cho mấy chị ở mức hàng lá. Ở mức hàng lá nha. Bông như thế này về có bông cho mấy chị để mấy chị chơi nha. Nguyễn Hoàng Anh 2 cây ạ. À. Cho chị Văn Ly 3 cây. Văn Ly Sài Gòn đúng không? Văn Ly Sài Gòn lấy cái bông nổi. Chị Văn Ly chỉ chơi. Chị ngắm chị Văn Ly. Đẹp lắm mấy chị Ly. Cây này mê lắm. Em thích cái giống này lắm. Mà cái giống này vòi bông em thấy nó trang như thằng cái thằng này nó mấy chị, nó nhảy bông liên tục nó rít lá đó nghe mấy chị. Giống liên tục nó rít lá đó. Ê. Cho chị Văn Ly 3 cây em cảm ơn ạ. À. Cho chị Thoa Nguyễn Kim 3 cây. Cây nó lùm lắm. Cây này là dạng cây lùm lắm nha mấy chị. Thoa Nguyễn Kim 3 cây bên cho chị Thoa Nguyễn Kim. Thoa Nguyễn Kim 3 cây ạ. À. 3 cây có 240 nha. Dạ xíu lên hoa màu cam thì chị tiếp. Màu cam đó là em về lại cho mấy chị là cái cô cam lửa đó. Mà hôm bữa với chị mua của em nói Yến ơi cái bông đẹp quá. Nở ra đẹp mà tự khách nói nha, tự mấy chị chụp hình nở ra nó đẹp quá. Nó cam đó là cam lửa, cam giống như là một cái ngọn lửa đuốc của mình vậy đó mấy chị. Nó không phải là cam nhạt nhòe đâu. Nói chung là cam mà cứ chụp xíu đưa đi coi, xíu cho coi, xíu coi.
nó còn xa hơn em nữa đó chị Thị Trang. Cháu chị nhà Mai Thuận ba cây nè. Cái này là chị nhà Mai Thuận là chị chiên đi tầm lan. Chị đi tầm lan mới chứ giờ lan cũ chứ cũng mua nữa. Thấy không? Em giờ này mấy chị sẽ thấy em ít có like lắm mấy chị, ít có like lắm. Em mấy chị coi nè, cây nó khỏe lắm nha, chị nhà Mai Thuận ba cây nè. Cây nhà Mai Thuận ba cây nha. À, từ từ em lướt ra nha mấy chị ơi. À, cho con Nguyễn Ngọc Thái Bảo Nguyễn ba cây à. Con Nguyễn Ngọc Thái Bảo Nguyễn ba cây. Ba cây thì nó có là 240 thôi, mà cây nào cây đó nó lùm cho mấy chị không à. Ba cây là 240. Nhớ giùm em bán lái nha. Cho Thanh Bình Dương Nguyễn một combo cho anh chị Thanh Bình. Thanh Bình là chị anh ta. Ba cây. Đây Thanh Bình Dương Nguyễn nè. Thanh Bình Dương Nguyễn ba cây. Và combo ba cây là 240 mấy chị. Thật sự thay vì hồi sau giờ không bán mấy chị ba cây em rưỡi, em bán mấy chị ba cây 24. Thật sự mấy chị là cân nhắc chữ lắm nha. Chị vừa nhận được đơn kiều rồi, nay giao hàng nhanh quá, em cảm ơn chị nhiều nha chị Tiết ơi. Chị Thanh Bình Dung Nguyễn có rồi, cho chị Lan Hồ Điệp một cây nè. Lan Hồ Điệp một cây cho chị Lan Hồ Điệp nha. Lan Hồ Điệp một cây cho mình nè. Bán cho chị Thảo. Cho chị Hiền Nguyễn ba cây. Hiền Nguyễn, Thảo ơi mua cái giống này là chị Thảo. Em dám hứa chị Thảo là chị Thảo không có cái giống này đâu. Hiền Nguyễn ba cây. Hiền Nguyễn 51. À, cho chị Thôi Nguyễn hai cây ạ. Thôi Nguyễn hai cây, nhớ là em bán hàng lá cho mấy chị nha, nhưng mấy chị thấy không, cây nào cũng có bông hết trơn mà bán lá. Thôi Nguyễn hai cây ạ. Thôi Nguyễn hai cây nha. Cho chị Nguyễn Minh Châu một combo. Thôi Nguyễn ta tài một cây, Nguyễn ta tài một cây. Có bán một cây không? Bây giờ lên Nguyễn Minh Châu một combo nè. Nguyễn Minh Châu một combo cho Nguyễn Minh Châu nha. Nguyễn Minh Châu một combo ba cây là 240 à. Gần hết rồi, không có nhiều xíu nữa. Hồ Điệp, Hồ Điệp hôm nay có màu lạ lắm mấy chị. Hồ Điệp hôm nay có màu lạ lắm. Từ từ nha, cô Nguyễn Ngọc Thái Bộ Nguyễn có rồi. Cho chị Phương Phan hai cây nè. Chị Phương Phan hai cây, chị Phương Phan nha. Phương Phan hai cây. Phương Phan hai cây, 70. Cho cô Hà, 4, 3 cây cho cô Hà. Cô Hà Phú Quốc là đúng không? Cô Hà Phú Quốc Kiên Giang là nhớ cô rồi. Phú Quốc Kiên Giang, cô Hà 3 cây cho cô Hà. Cô Hà 3 cây, 71. Thôi Nguyễn Kim có rồi. Chị Thì Trang có luôn nha. Anh Sơn Thái có rồi, Ca Leo có rồi. Cho cô Thu Vũ có rồi nha cô. Cho chị Thân Vân. Thân Vân hai cây, chị Thân Vân nè. Cái này em đặt cho nó là dòng Bình Thiên Vương, nó giống như mặt hoa chớ. Anh chị nào đã chơi là dòng trầm á, mấy chị sẽ có một cái tên nữa là Sau Thiên Vương. Hay em sẽ không đặt trùng với nó là Sau Thiên Vương, em sẽ đặt cho mấy chị là Bình Thiên Vương. Cái gì nó cũng có lý do của nó nha. Cái này là em không phải em tự tiện đặt tên nó đâu, vì không có một cái tên gọi nào cho nó. Nên là em đặt cho mấy chị một cái tên như thế này cho mấy chị để mấy chị sưu tầm nha. Cho cái dòng cái tên Bình Thiên Vương rất là dễ hiểu cho mấy chị. Mình dễ hiểu, mình dễ nghe. Và dù là sau này có nhà vườn nào bán cho mấy chị thì nhớ đó là Bình Thiên Vương nha. Cái gì thì bà chủ có được Yến bán hàng là ngon gì bằng miệng dẻo dai serum quảng cáo. Nghe cái gì? Nghe mua nghe là mua hả? Cảm ơn chị. Thêm một cây nữa là hai combo chị Thu Huyền. Thu Huyền là mấy cây ta? 5 cây. Cho chị Thu Huyền thêm một cây nữa là 6 cây chị Thu Huyền nè. Cảm ơn chị. Thế này cô nói luôn mấy chị, em mới bằng chuyện mới bay về cho mấy chị, nó còn tươi xanh tươi rối à. Chỉ là không dám bán bảo hành hoa cho mấy chị thôi, chưa có tự tin thôi. Nhưng mà bông nó vẫn còn xanh tươi lắm nha, về mấy chị vẫn còn chơi hoa được. Nên nó là em chỉ bán cho mấy chị ở mức hàng lá, thì em đưa ra cho mấy chị ba cây mức giá 240 thì nó đã là cái mức giá rẻ rồi. Nên là mấy chị ơi thông cảm giùm em nha. Nếu mà về mà bông nó có bị héo bông á, thì hoặc là nó bị hư bông á, thì mấy chị cũng thông cảm giúp em nha, cắt bông dựng lại nha. Nguyễn Hồng Anh có rồi, cho chị Thúy Nguyễn một cây, chị Thúy Nguyễn nè. Cho chị Lê Trâm Anh có chưa? 74, Trâm Anh chưa? Lê Trâm Anh, chị Lê Trâm Anh 3 cây nè. Lê Trâm Anh 3 cây Bình Thiên Vương. Lê Trâm Anh 3 cây. Lê Trâm Anh 3 cây ạ. Cái này nó có nụ nữa đó chị Thu, nó có nụ nữa, nhưng mà em chỉ bán một lá cho mấy chị thôi, chứ cũng không dám bán hàng bông nữa mấy chị. Nó đẹp lắm nha. Trời ơi, cái kho của em nó tát cái bóng đèn đó mấy chị, nó không có nổi được cái bông lên là sao luôn á. Hôm qua nó thật sự với mấy chị á là ba cây cho chị Nhật Nguyễn ba cây nhiều nụ gửi Tân Phú. Em nói với chị hôm qua em đăng vô cái hội hoa lan thế giới, mà cái hội đó là Á Âu Mỹ, những anh chị chơi hoa lan trong đó, nhưng mà người ta không có biết tên, không có biết tên, cũng xin cái tên nhưng mà người ta không có biết tên. Nhật Nguyễn ba cây. Anh Sơn Thái có rồi nè. Một xíu em lên hoa cam cho chị Trương Ánh Tiết nha. Cho chị Hồ Văn Mây Trắng hai cây. Hồ Văn Mây Trắng hai cây, chị Hồ Văn Mây Trắng, cái đó là cam lửa đẹp lắm. Hồ Văn Mây Trắng hai cây cho mình nè. Ca Leo có ba cây rồi ạ. Cô Thu Vũ thêm ba cây nữa là 6 cây cho cô Thu Vũ.
cô Thu Vũ nè, hồi nãy cô có 3 cây, con lựa cho cô thêm 3 cây nữa nha. Cây này á là em lựa là lựa những cây lùm cho mấy chị về khi về tới Việt Nam mình, là những cây lùm. Những cây lùm cho mấy chị không có thân đâu. Cái thân là số 6 em bỏ ra. Chứ em bán cho mấy chị chi để mất tiếng. À, 49. Cây chị Hồ Thị Mỹ Thu 6 cây. Hồ Thị Mỹ Thu 6 cây, Hồ Thị Mỹ Thu nha. Cái này đẹp lắm đó mấy chị. Hồ Thị Mỹ Thu. Hồ Thị Mỹ Thu 6 cây cho cây lùm nha. Cây lùm có bà chị Thu ơi. Combo 3 cây là 240 nha. À 5 cây là chị Thu Mỹ Thu nè. 6 cây chị Hồ Thị Mỹ Thu nha, 6 cây. 6 cây chị Hồ Thị Mỹ Thu à. Em cảm ơn nha. À Kim Anh có 3 cây rồi, đúng không? Cho chị nào Duyên cũng có rồi, chị Văn Ly có rồi. Hai cây em cũng có bán nha, chốt thêm đơn giùm em là được, em cảm ơn ạ. À. Hồ Văn Mây Trắng có rồi. Hôm qua tìm cả ngày mà quên nhắn cho em. Trời ơi, em kiếm không ra luôn á chị Trúc ơi. À Linh Nguyễn có rồi ạ, à, cho chị Xuân Lê 3 cây. Xuân Lê 3 cây. Nhớ là em chỉ bán cho mấy chị ở mức độ hàng lá, không bán bằng bông nha. Bông của nó như thế này. Nó đẹp lắm mấy chị ơi, mới khui thùng ra mới bán luôn cho mấy chị, mới khui thùng ra thì nó nên là chưa kịp up hình, up video, up gì hết lên cho mấy chị đó. À, chị Trần Vy đơn của mình gọi chốt đơn chưa sao không thấy hả? Chị nhắn tin vào Messenger mà em đem kiểm tra đơn hàng của chị em mới biết được nha. Và hôm nay em có hàng đẹp cho mấy chị nha. Xuân Lê có 3 cây rồi ạ. À. Thí Hằng Phạm Thị 3 cây có rồi đúng không? Không, Nguyễn Kim có rồi. Mạng chậm cho chị Thu Nguyễn 3 cây. Thu Nguyễn 3 cây nha. Cái cây nó mập như cây nhiều thân lắm mấy chị. Cây nó nhiều thân lắm. Cho chị Thu Nguyễn 3 cây nè. Lên số gọi địa chỉ giùm em nha. Thu Nguyễn 3 cây. Xuân Lê có rồi nha. Em thấy thích chờ anh Quân chốt rồi nha. Cho chị Thơ Nguyễn có, Nguyễn có rồi ạ. À. À, chị Thu Vũ là có 3 cây rồi, thêm 3 cây nữa là tổng 6 cây. Cho chị Lê Hòa An 2 cây, chị Lê Hòa An nè. Lê Hòa An cây đẹp. Chúng cái giống này em bán lâu lắm rồi mấy chị. Thật sự đây là lần đầu tiên báo, nói chung là giống mới và tới nỗi mà giống mới mà em phải đặt tên cho nó đó nghe mấy chị, chứ không phải là có đâu. Giống này em mắc hẳn với chị, thị trường Việt Nam mình không có, nên là đừng có dạy dọc mà search ra cái từ bên Tiên Dương ở trên Google nha. Search bên, tại vì nó là dùng lăng mới tên, nhà vườn em tự đặt tên cho nó. Sau này khi tụi em bán cho mấy chị, em ghi tên trên bài viết thì sau này khoảng thời gian sau Google nó tự nhận dạng, thì lúc đó mấy chị search trên Google thì mấy chị sẽ thấy là từ bên Thiên Dương thì nhà vườn nó sẽ bán ra, thì nó sẽ có cái tên của nó. Còn cái bây giờ là mới bán đầu tiên, nên là đừng có dài dọc ra sệt bên Thiên Dương. Con nhỏ này nó có bán cái bên Thiên Dương nào cái mặt bông giống vậy không nha? Không có đâu nha, khoảng đợi tháng nữa nó mới có xuất hiện được cái trên Google cho mấy chị. Thôi cái cây này cho Lê Hòa An. Lê Hòa An 83. Nguyễn Hằng Anh có rồi, em cảm ơn ạ. À. Cô nói hoài lát tức tiếng rồi khỏi nói hả? À dạ anh Văn Hoài Huỳnh ơi, mình vô danh sách nguy hiểm, không có số điện thoại nên em chưa có chốt đơn, nên là mình muốn chốt đơn lên số nào địa chỉ giúp em nha. Cho chị Nguyễn Tiết cho chị 2 cây với 2 hồ điệp trắng phía sau em hả? À cái màu đó là hả chị yêu, ok chị. Cái màu đó trắng em cho chị luôn nè, cho chị Nguyễn Tiết nha. Cái đây cho nó, nếu mà chị lấy một cặp để chị 320 đó, cặp 320. Cái đó hai vòng đắt hơn. Cái cây này là cây hai ngồng nè chị Tiết. Chị Google sẽ trả lời tôi không biết. Đúng rồi nè. Cặp nhiêu? Cây là cây hai ngồng á chị Tiết. Một cặp em để chị 360 nha. Cho chị Tiết nè, một cặp này tại vì nó là hàng hai ngồng chứ quên. Nó là hàng hai ngồng nha chị Tiết. Nó là màu trắng chót như thế này. Em cái này em cũng mới về luôn. Cho chị Nguyễn Tiết nha, một cặp của nó hai ngồng. Ok chị Tiết à. Xuân Lê có rồi, cô Nguyễn Ngọc Thái Bảo Nguyễn có rồi, cô Hà có rồi, Nguyễn Cao Minh Châu có rồi. Kim Hồng Đoàn đẹp quá, chốt 6 cây nha. Để chốt thì đừng có nói dịch nha chị Đoàn. Kim Hồng Đoàn ơi, em cho chị Kim Hồng Đoàn 6 cây nè. Em dám đảm bảo mấy chị là sẽ không có cái mặt hoa này trên thị trường đâu. Em dám tự tin một điều là như vậy đó. Em hỏi trong kể cả nếu mà có trên thị trường, người ta cũng sẽ có mặt bông cho mấy chị. Đằng này không có đâu, 2, 4, 5, 6 cho chị Kim Hồng Đoàn nè. Cây nó lùm như thế này, nhiều khi á anh chị, cái này em cũng sẽ giữ là một cách để làm giống. Mấy chị sẽ thấy nè, cây nó lùm lắm, nó khá là lùm. À, hôm nay đi đơn bao nhiêu Yến? Nhà chị Ngọc bà hả? Chị cứ nói chung là em sẽ bán cho mấy chị là combo 3 cây. Nói chung là đi đơn từ 200 trở ngàn trở lên, nó làm đi đơn á. À, Nguyễn Hằng Anh có rồi, Lê Hoa An có rồi nha. Xíu em lên cái tông cam cho mấy chị, cho chị Nguyễn Hành 3 cây nè. Nguyễn Hành nè. Nguyễn Hành là Nguyễn Thị Mỹ Hành đúng không? Chị đổi nhiều Facebook của em không biết nữa nè. Nguyễn Hạnh 3 cây.
Nguyễn Hạnh là chị Hạnh đúng không? Hạnh Đồng Nai đúng không chị Hạnh? Vậy chị đổi nhiều Facebook quen không biết chân luôn á. Chị Ngọc Mai ba cây nè. Ngọc Mai ba cây à. Mấy chị khách mới nhớ lên chốt hàng kèm số tờ địa chỉ giùm em nha. Ba cây là 240. Cái giá có ghim lên cho mấy chị đó. Cái giá có ghim đó và có cái tên cho mấy chị luôn nha. Rồi chị Ngọc Mai Thu Nguyễn có rồi. Cho chị Hương Thị Nguyễn ba cây. Hương Thị Nguyễn ba cây mình lên số tờ địa chỉ giùm em nha. Mình mới chốt lên chưa có lên số tờ. Hương Thị Nguyễn ba cây bên Thiên Vương. Ba cây là 240 nha mấy chị. Ba cây là 240. Cái giá về đây nó cũng không có rẻ đâu mấy chị. Tại vì thì con Nguyễn Kim có rồi. Chị anh Huỳnh Trung hai cây. Huỳnh Trung hai cây nè. Thì em nói mấy chị hà nè. Để được cái cây về đây nó tươi xanh mơn mởn cho mấy chị. Nó xanh nó tươi hơn em. Thì nó đi máy bay không nó sướng hơn em nữa đó mấy chị. Nó còn sướng hơn em nữa đó. Huỳnh Trung hai cây nha. Chứ mà đi tạo về cho mấy chị là nó sẽ héo. Nó mất sức cây nên mà dưỡng là mới bán được cho mấy chị. Còn này về bán liền cho mấy chị cây rất là ok. Văn Hoài Hình mình vô danh sách nguy hiểm rồi, em có nói mình lên số nào địa chỉ đầy đủ em mới chốt đơn được cho anh nhanh. Văn Hoài Hình ơi, chị Giang Võ hai cây, Giang Võ ba cây lên số nào địa chỉ giùm em nha. Khách mới luôn, Giang Võ ơi mình khách mới, làm ơn lên số nào địa chỉ giùm em gái em, cảm ơn mình nè. Giang Võ ba cây, comment ba cây trong ngắn cho chị Xuân Nguyễn ba cây. Chị Xuân Nguyễn khách mới lên số nào địa chỉ giùm em gái nha, cây nó lùm lắm mấy chị, cây nó lùm lắm nha. Xuân Nguyễn ba cây, Xuân Nguyễn ba cây nha mấy chị. Vào sau á Giang Nguyễn, Giang Võ hai cây, xả một cây ra. Lấy lẻ như nhiêu cây chị Phường? 90 hả? Mấy chị lấy lẻ là 90 ngàn một cây. Em cho nè, em cho mấy chị coi nè. Em mới vừa quay nãy đó. Đây nè, nó chưa có tươi mấy luôn đó nghe mấy chị. Dòng lan này mới tanh hoàn toàn. Mới tanh hoàn toàn luôn. Nó có nguồn gốc từ thằng sinh nắng sinh sinh Indo xưa, sinh Singapore xưa nghe mấy chị. Dòng nắng Dendrobium của thuộc cái giống Singapore xưa. Đó, mỗi lần tìm hiểu cái cây cho mấy chị nó khó khăn như lắm luôn á. Đây, em bán cho mấy chị là ba cây ở mức giá của nó là ba cây 240 nha. Em chào anh Nguyễn Vũ Thế An ạ. À. Đâu mới thấy anh Nguyễn Vũ Thế An cho coi nè. Lúc này hiện nè. Ba cây là 240 ạ. Xíu không lên nội điệp cho. Thu Nguyễn có rồi. Tình yêu Nguyễn Hành comment tình yêu là mới biết nè. Lại cho mà su danh hai cây à. Cái chị su danh hai cây. Nhớ giùm em nha. Cây này em dơ có bờ bông cho mấy chị. Nhưng mà em chỉ bán hàng lá nha mấy chị. Tại vì em sợ nó bị hư bông. Nếu mà nó còn bông thì mấy chị chơi nha. Còn tại nếu mà có giá bông cho mấy chị là sẽ bán có giá cao hơn nữa. Nó trừ cái chi phí rủi ro. Nhưng mà cái cây này em bán mấy chị ở mức hàng lá. Ở mức hàng lá nên là mấy chị về có mình. Nếu mà nó có lỡ, nó héo bông hay gãy bông gì đó thì mấy chị cắt mấy chị dưỡng lại giùm em gái nha. Em nói luôn nha. Cho chị Yến Nguyễn ba cây nụ chữa xa. Chị Yến Nguyễn nhớ em nha. Hàng lá hết. Hàng lá hết nha. Nhưng mà chị muốn lựa nụ thêm lựa nụ chị gái thôi. Nhưng mà nhớ em là em bán lá hết cho mấy chị nha. Xuân Lê có rồi em cảm ơn. Xíu em lên hồ điệp. Đẹp quá cảm ơn em. Cảm ơn Thanh Bình Nguyễn Nguyễn. Cô Thu Vũ. Nãy cô có 6, tổng cô có 6 cây đó nghe cô Thu Vũ ơi. Thu Nguyễn Hồ Văn Mây Trắng có rồi. Chị Nguyễn Tiết hai cây có rồi luôn. Chào anh Văn Kiển ạ. Cảm ơn chị Trân Lê nhiều. Chị Hạnh thêm 3 cây nữa. Vừa nở vừa nụ số 86 Nguyễn Hạnh. Nguyễn Hạnh thêm 3 cây. Nguyễn Hạnh thêm 3 cây nữa nè. Nè cây nó lùm lắm. Nói chung là cây nó mập ù à mấy chị. Mấy chị hỏi em á, là về đây cái bộ rễ của mấy chị nó còn tươi không. Nó khỏe lắm. Nó khỏe lắm nha mấy chị ơi. Bộ rễ nó khỏe lắm luôn á nha. Gốc nó khỏe lắm. Chị Hồ Thị Thu em có rồi. Chị Xu Danh có rồi ạ. Cô Hà có địa chỉ. Cho chị Liễu Ngô Ngô ba cây nha. Liễu Ngô Ngô ba cây à. Chị Liễu Ngô Ngô ba cây nè. Thì nó tới chị hết luôn hả? Còn mấy cây nha mấy chị ơi. Liễu Ngô Ngô ba cây à. Liễu Ngô Ngô ba cây nha. Chị Liễu ba cây nè. Rồi còn được có 2-3 combo nữa là em hết à. Chào anh Nguyễn Tiến Kiên Giang à. Chị Ngọc Mai có rồi. Chị Hành có. Chị Thu Nguyễn có. Anh Trung ráng đợi em xíu nha. Chị Trâm Nguyễn ba cây. Ôi chị Trâm Nguyễn ơi. Một cái dòng lan mới để mua nè chị Trâm. Chị Trâm ơi chị Trâm. Chị Trâm ơi. Trời ơi đẹp lắm mấy chị Trâm. Đó chị Trâm Nguyễn ba cây. Dạ em không có phi điệp trong cánh trắng nha chị Thanh Năng ơi. Em không có ạ. À. Yến Nguyễn có rồi. Hả? Trâm Nguyễn số 95. Chị Kim Anh. Kim Anh ba cây nữa là 6 cây. Kim Anh ba cây nữa nhưng mà Kim Anh chắc lấy cái lùm nha chị Kim Anh ơi. Đây Kim Anh ba cây nữa là lấy cái lùm giùm em nha. Kim Anh ba cây nữa là 6 cây nha. Cho chị Liễu Ngô Ngô ba cây nữa là 6 cây nè. Liễu Ngô Ngô ba cây nữa là 6 cây.
Trời ơi mấy chị ơi, hay chị Hường. Hồi xưa chị nói, em nhớ chị nói chị học cân, chị học tiếng Thái mà đúng không? Thì dịch ra đi cô nương. Thầy bị mất dịch rồi, thầy mới dịch. Thầy. Trời ơi mấy chị, ngày xưa bà chủ em mấy chị, bà đi làm ngân hàng, cái bà vừa làm ngân hàng, bà vừa học tiếng Thái. Đằng bà đi ra Thái đó mấy chị, bà tầm lan cho mình đó mấy chị. Bà giờ hỏi tiếng Thái bà không biết luôn. Ở tiếng Thái không biết luôn, cái này là thua luôn mấy chị, nó ghi cái gì? Ba cây nữa, sáu cây. Còn được có ba cây hết rồi. Đây tiếng Thái nè, nó ghi cái gì á mấy chị, thua đó chơi cái gì đó, ai chị nào rành thì dịch đó giùm em. Em phải chụp, em dịch Google hồ dịch lên dịch mới được chứ thua. À, Nghĩa Nguyễn ba cây ạ. Nghĩa Nguyễn ba cây nhưng mà chừng nhiều khi ghi cái ngày trồng cũng không biết nữa. Nghĩa Nguyễn chúc vui chị Liên Phạm ba cây hết rồi nha, giờ em hết rồi. Em hết rồi mấy chị, xin chúc vui và combo nha. Chị Liên Phạm ba cây 97. Có trăm mấy, có trăm cây hả? Không có nhiều, em nói mấy chị mà em đâu có nhiều đâu. Này, em lấy luôn mấy cây đem đem về vườn bán luôn cho mấy chị đó. Cho chị Trâm Nguyễn thêm ba cây nữa là 6 cây. 95 hết rồi. Trâm Nguyễn số 95 thêm ba cây nữa là 6 cây. Tự chọn nha. À, hết rồi nghe, bây giờ em chốt dư cho. Cho chị Thu Trang 3 cây, Thu Trang 98 3 cây. Thu Trang 3 cây ạ. À. Hôm nay hồ điệp mini đẹp đó. À, cho anh Sơn Thái 1 cây hồ điệp trắng 2 ngọc. Tự chọn chị Hồ Bác 3 cây số 99. Sơn Thái 46. Sơn Thái 46. Lấy cây 109 cho anh Sơn Thái ơi. Đây Sơn Thái hai cây nó cái màu nó không phải trắng không đâu nha. Tông của nó là trắng chớp thế này nè anh. Sơn Thái nha. Số Sơn Thái số 46. Yến Nguyễn có rồi. Em chúc dư chị Bảo Diệp hai cây lùm nha. Số 100. Em chúc dư cho chị Long Huỳnh ba cây ạ. À. Long Huỳnh 101 ba cây. Liễu Ngô Ngô là 6 cây đó nghe chị Liễu ơi. Chúc dư chị Nguyễn Lương ba cây nha. Nguyễn Lương 102. Chúc dư chị Trương Ánh Tiết ba cây, 103 hết luôn rồi, nhiêu đó thôi. Như đó là được rồi. Tại vì em trừ những cái sách anh chị, nên chắc anh chị nào nãy giờ không có cho số điện thoại á, bây giờ em lên cái lan màu cam phía sau nè. Cái lan màu cam này nó đẹp lắm. Rồi bây giờ em xin phép em thoát nghe những anh chị nào. Em hết rồi nha. Em lên cái cam này cho mấy chị. Cây này á là cái cây nè, cho mấy chị coi video này, nó cam mà nó đậm lắm. Nó được gọi là cam lửa. Cây này á là nó đẹp lắm, biết do biết sao không? Nó không có trùng với mặt bông của EcoCam tại thị trường Việt Nam của mình. Một khi hôm bữa em trước đây em có bán cho mấy chị một lô, em có nói khách là đúng thật sự với mấy chị là không trùng với EcoCam tại nhà vườn Việt Nam của mình. Cam của Việt Nam mình là cam vàng và cam nhạt đi, và tông cam nó là cánh hoa, nó cánh nhỏ. Còn tông cam này nó là giống mới, mới toanh luôn. Và bông của nó là cam đậm và rất là đẹp. Cây nó đẹp lắm mấy chị. Nó là màu cam lửa rực rỡ. Chung là cam lửa rực rỡ nha. Cam lá xíp, cây cam lá xíp. Làm xíp cho mấy chị về được một ít nè, mà cây nó lùm lắm mấy chị ơi. Cây nó như thế này nè. Mình sửa có từ sáng rồi. Thì bu tá nó không cập nhật app thì nó không cập nhật app nên là nó không có biết. Mấy chị coi cái cây của nó nè. Cái này là eco cam lửa. Cây nó đẹp lắm. Em lấy thử một cây xuống cho mấy chị coi nha. Tháo cái gì? Nó nở rồi, nó nở tè le tắt lét rồi, nên là cũng bán một lá cho mấy chị hả? À, cũng có bán một bông được. À, chị Thân Vân có hai cây rồi nghe. Thân Vân có hai cây rồi. À, cái cây eco cam lửa này nó là một cam tươi và cam đậm. Tự mấy chị khách với chị chụp hình cái với chị gửi qua em nói Yến ơi, cái cây đẹp quá. Cái cây màu cam nó đẹp lắm, nói chung là nó cam lửa rực đó mấy chị. Đây. Đây, cái cây là cam lửa rực nè, mấy chị coi nè, em chụp là chụp bình thường không có chỉnh gì hết trơn nha. Mà không có chỉnh gì hết trơn mới chụp nãy nè. Em cho một chút ánh sáng cho mấy chị mà không có đủ nắng nữa đó. Nè chỉnh lên cho mấy chị coi nè. Nè nó tươi lắm mấy chị, nó tươi lắm, nó cái màu nó tươi lắm, nó rực rỡ. Em bán là bán cây hàng lá nha. Còn nhiều hàng đẹp lắm chị Huyền ơi. Chị Huyền đi đâu vậy? Đi làm việc không rảnh hả? Tưởng đi nhậu chứ. Tưởng đi nhậu chứ.
cam này cam em bán hàng lá nha mấy chị. À, mình bán đổi nhiêu cặp 300 mấy quên mất tiêu ta. Mới quay đó mấy chị, nó cầm rực. Bồ điệp mini đẹp lắm, hôm nay có 2 tông bồ điệp mini hết sức ghiền luôn mấy chị, hơi sức ghiền luôn á. Cây này là em bán một lá cho mấy chị, cây này em bán một lá cho mấy chị là 170 một cây của cam lửa. Khi mấy chị lấy một cặp em để cho mấy chị là 300 ngàn, tại vì bông nó nở thế này rồi nó không thể nào bán bông được cho mấy chị đâu. Mấy chị coi nè, bông nó là cam rực như thế này, mấy chị coi nè. Em sẽ lấy một cái cây hoa hàng cam của mình để mấy chị biết, lấy cho cái cây hoa hàng cam. Hoa hàng cam của mình nó mấy chị giống như eco cam tại Việt Nam của mình. Thì tây bông hoa hàng cam thì nó màu vàng cam lạc thôi đúng không? Và bông của eco cam thì nó cũng tông vàng thế này. Còn cái này là cam lửa mà nó cam tươi như thế này nha, cam đậm nha mấy chị. Cam này nó không có cần chỉnh màu gì hết trơn, nó cũng đã đẹp rồi. Là cái màu em nếu mà cái này ví dụ như này là nó hoa hàng cam, còn eco cam của mình nó là cũng tông vàng thế này. Eco cam của mình á, bông bông lớn bông nhỏ một chút cái này nó là tông vàng này nha mấy chị, tông vàng này, còn cái tông này là tông cam. Tôi một cây đẹp như Yến mà cười mỉm không bán nữa đó, cười mỉm không bán đó, không bán đó. Trời ơi chết hay, trời ơi quỷ thần thiên địa ơi. Cái cây bữa, cái cây của người ta là cái cây vũ nữ, bữa cái vũ nữ hai giò bông nở đẹp, khách nào cũng dành mua, khách nào cũng năn nỉ mua hết trơn á. Bà gọi điện, bà gọi điện cái bà kêu Yến ơi chừa vậy cái hai ngồng đó, rồi chừa đã luôn rồi cái hỏi chị ơi nào bốc gác mà chị mai chị về gán cho chị ngày nữa đi, thiệt luôn á. Em không bán nữa đó, chị bán chị phụ bán chị, em không bán chị đâu, chị cười mỉm. Em đã nói rồi, em nói với chị rồi, tình nghĩa chị em mình là hết rồi đó, là hết lóc với chị luôn rồi đó. Giờ thấy không, một cặp là 300 ngàn mấy chị, anh chị nào lấy lẻ một cây là 170. Cây của eco cam lửa là cây lớn thế này và nó có nhị con. À mà em lên cho chị à, chờ chị Quynh lên ơi, tại cây có bông nó nở á, em sợ nó tàn á chị, nó tàn nó nở nó tàn đó, nên là em bán một lá nha, được không? Được thì em chốt cho chứ, tại nói trước luôn á nha, tại vì em sợ nó tàn rồi mất công rồi mấy chị mắng dốt em. Dạ em bán toàn lá không có bán có bông nha mấy chị, em bán lá không có bán có bông nha, nói trước luôn. Cái này cô là thích hai cây nè, con cũng bán, cô là thích là hàng lá nha cô. Nè cái cây này nó nở rồi, em sợ về mấy chị tàn thôi, sợ về tàn chứ mấy chị có bông bán, mấy chị có bông chứ em để làm gì mấy chị. Nè chị có chị nào ở Sài Gòn á, Sài Gòn còn cho bông được, rồi gửi về mấy chị á, đi tỉnh á là nó tàn bông trơn à. Là cây của nó là cây đẹp như thế này nha, nó nhảy con thế này cho mấy chị nghe, chứ không phải dẫn chơi đâu, bán lá nha chứ không bán bông đâu. Biết sao không? bông nó nở rồi mấy chị, nhưng mà cái cô cam lửa này nó nhanh bông nhiều lắm, mấy chị cứ nhìn đi. Ê cô trăm bựa lửa này anh được, em muốn trầm chậu cũng được hay giúp gỗ cũng được, nhanh anh được nè, nó vào bông nó cắt ra rồi cắt rồi tiếp tục chỉ vào bông rất là nhanh nè, ở đây nó chưa để nó nhảy vào như thế này nó, mấy chị nó nhanh lắm, nó nhanh cực kỳ rồi, là nhanh lắm chị nè. Để coi cây nha, khách nhắn tin nè, để chị khách chị nhắn tin này, hoa đẹp tới nay chưa tàn luôn nè, bắt đầu nè, khi mà bán nè chị khách nhắn tin bắt đầu vô Facebook cho mấy chị coi. Em bán mấy chị 170 một cây nha, mấy chị lấy một cặp đi 300 ngàn, hoa này đẹp lắm. Chừng nào từ từ nha, nè kể cả những cái chị khách của em cũng nói vậy, em bán một lá mấy chị ơi, bán một lá nghe, mua một lá đi, kể cả cái chị khách của em nè. Chị này chị ít có khi nào mà chị gửi hình em luôn á, chị bận lắm, chị dịch chị mới rảnh thôi. Này chị nói là ở ngoài còn đẹp hơn á, để ở ngoài đẹp hơn ở trong hình nữa đó mấy chị, tại vì cái màu cam em mới vô ở ngoài mấy chị nhìn vậy đây nghe, chứ ở ngoài nó màu cam nó đẹp lắm. Chị của em, chị khách bữa đó chị mua của em về có bông ngồi chơi rồi đó, nhanh lắm mấy chị ơi, tại cái chu kỳ làm bông của eco cam này nó đẹp dữ lắm. Mà chỉ có tiếc một điều một cái là em bán lá mấy chị hả, mấy chị coi nè, cây á là cái cây nó nhảy con thế này và cây đẹp thế này, mấy chị mua bằng lá với em gái nha, mấy chị mua bằng lá với em gái nha. Nè cây nó cao lớn thế này và đẹp lắm nha mấy chị, gọi là cây lớn,
Hồ điệp mini có hai, hôm nay về được hai màu, một màu hồng chớp với lại một màu đỏ cho mình, đẹp lắm á, màu mới luôn á chị Nhung. Chị Nhung à, một cam lửa lớn đẹp có bông, chị Hiền ơi, thằng lá được chốt cho chị Hiền, được em mới chốt nha. Cho chị Thanh Bình Như Nguyễn một cây nè, Thanh Bình Như Nguyễn một cây nè, nó dây con thế này cho mấy chị đẹp lắm nha. Thanh Bình Như Nguyễn một cây. À chị Winnie Nguyễn ở Sài Gòn đúng không? Chị Winnie Nguyễn ở Sài Gòn thì em lấy cái bông nhớ là giùm em bán lá nha. Winnie Nguyễn một cây, chị Winnie Nguyễn nè. Nhưng mà bán lá cho chị nha. Tổng phải gì, em mới khách Sài Gòn chơi được, mấy chị về tỉnh nó héo bông hết trơn à. Về tỉnh nó héo bông hết trơn chứ không phải em muốn bán với chị đâu. Em cũng bán 170 mà. Nhưng mà về tỉnh nó héo bông. Về tỉnh héo bông thật sự là nó nở hết tè le tè lét rồi. Chủ yếu cái này em nở về cho mấy chị để thấy, mấy chị thấy mặt bông thôi. Nè, cái này chị Winnie Nguyễn một cây này, nó căm rực cái này. Tại vì nó nở tè le hết rồi, nó nở bung maximum hết trơn rồi, mấy chị thấy không? Em vô sai cho mấy chị nè, cam là đúng cam lửa luôn á nghe, chứ không phải là cam. Cái màu này được kêu nó là cam. Màu này là kêu cam. Còn cái này là cam lửa nha. Mấy chị thấy không? Một trời một vực liền, nhìn nó đẹp liền luôn, cái tông này ít lắm. Dạ ok, chiếc bóp số like rắp rắp, ok. Cô Thu Vũ ơi, lấy thằng lá giùm một con được không? Được, con mới chốt được nha, có thằng lá con mới chốt nha. Cái này chị Trâm Nguyễn, hai cây coca này nhanh bông lắm mấy chị. Mấy chị tin tưởng em đi, nhanh bông dữ lắm. Hình Trung ơi, lá em mới chốt nha, còn cây có vòi em không có chốt được nha. Thiệt anh chị nào, cây có vòi em không có chốt được mấy chị. Nè, cái này cho Tịnh An một cây coca nè, Tịnh An một cây nè. Ê coca là một cặp 300 ngàn, mấy chị mua lẻ 170 một cây, giá cực rẻ. Cái màu này cũng được gọi là cái màu sưu tầm tại thị trường Việt Nam của mình. Tại mấy chị ít có thấy nhà vườn nào bán cây coca mà cam lửa đậm thế này cho mấy chị ra thị trường đúng không? Ít lắm. Chỉ có màu vàng cam mà nãy em đưa cho mấy chị coi thì có. Đây, cái này cho Minh Anh nè, có chữ ngọc luôn á chị. Có chữ ngọc luôn á, một xíu lên cho chị Phương Vang một cây nè. Cây nha, cây em đang bán cho mấy chị là cây thế này nè. Là cây không bị rớt lá chân. Hàng đẹp cho mấy chị và đang có dây con nữa. Chỉ có 170 một cây. Cho Ngô Nam một cặp nha. Ngô Nam một cặp đẹp lắm mấy chị ơi, khách mới là số nào thì chỉ giùm em nha. Ngô Nam một cặp eco cam lửa, một cặp em để mấy chị 300 ngàn nè, cây đẹp lắm mấy chị, đáng mấy chị để chơi mà nó nhanh bông. Em dám nó bảo vệ mấy chị cắt này đi, nó nhanh bông dữ lắm, nó nhanh bông lắm nha. Anh Phạm Được ơi, lấy thằng lá giùm em được không, lấy thằng lá giùm em được không? Được được thì em mới chốt cho nha. Chứ còn à, cho Tùng Linh Bùi một cây eco cam lửa cho Tùng Linh Bùi ạ. Tùng Linh Bùi một cây eco cam lửa cho mình nè, nhanh bông lắm mấy chị. 170 một cây, mấy chị lấy một cặp là 300 ngàn. Dạ, chị nhận hàng là đẹp lắm, cảm ơn chị Triệu nhiều nè. Lấy bông nở, Thu Vũ thích bấy bông nở nha. Bông nở thì về nó lỡ có tàn bông thì em không biết nghe cô Thu Vũ. Thu Vũ một cây nè, coi cho Thu Vũ một cây nè. Thu Vũ một cây nha. 49. Cho chị Hoàng Anh nè, Hoàng Anh một cây, chị Hoàng Anh nè. Hoàng Anh nè, Nguyễn Hoàng Anh nè, cái cây này nó đặc tính ở xuyên bông. Mà nó đẹp không có bị rớt lá chân, nó nhị con cho mấy chị nữa. Hả chốt gì? Chốt gì chị Kim Anh? Em Phạm, anh Phạm Được hai cây có bông nha, nhưng mà em nói anh Phạm Được nha. À, em bán lá nha anh Phạm Được. Nha, em bán lá không có bán bông thì nó nở hết trơn rồi. Phải chi nó còn nụ cũng ráng vớt cứu vớt được mấy chị. Còn cái này nó nở hết trơn rồi. Nó thật tình như vậy là như vậy đó, em thật tình cho mấy chị đó. Không, nó mà còn bông mà về mấy em cảm giác cho mấy chị về mấy chị chơi bông an toàn thì em nói mấy chị à, mấy chị còn chơi bông an toàn chứ ngại gì không bán mấy chị, giữ lại làm gì. À, cho khoai lang một cây có hoa và một quả ăn cam bút ráp cho anh luôn. Ok, khoai lang, khoai lang một cây, quả ăn cam của anh nè, với lại một cái cây quả ăn cam này á là 190 một cây, quả ăn cam có bông 190 nha, cây 170 nha. Khoai lang bút ráp cho chị Kim Anh. Kim Anh hai cam lửa chị Kim Anh. Kim Anh lấy cái em lựa cho chị Kim Anh cây lùm nha. Cây nó nhảy con nhiều, chị Kim Anh để về chị Kim Anh Vũ nó nhanh bông nè. Nó nhảy con đẹp thế này, một cặp có 300 ngàn, rẻ lắm mấy chị. Một cặp rẻ lắm. Cho chị Thanh Bình Du Nguyễn một cây hoa nở, chị Thanh Bình Du Nguyễn nè. Em nói với chị cái cây cô cam lửa nha. Bông nó dài thế này nè. Nó nở ra nhìn nó mê không mấy chị, nhìn cái màu nó rực rỡ. Nó to lắm, nó to cực to luôn. Nó to đẹp lắm. Chỉ là nó nở nên em bán lá cho mấy chị và tất cả cây em đều bán lá cho mấy chị thôi nha. Thanh Bình Du Nguyễn thêm một cây. Cho Việt Lê một cặp eco cam lửa cho mình nè. Em lựa cho mấy chị Việt Lê một cặp ạ. Cho chị Hoa Anh một cây coi nha. Cây của chị Hoa Anh nè, eco cam lửa đẹp lắm và nó nhanh bông cực kỳ. Mà mấy chị khách em nói Yến ơi, chú có khách chị nói trời,
Yến, cái cây màu cây cam lửa này chị cứ nghĩ là cái màu cam vàng cam không mà về nó nở ra cái màu tông cam lửa mà chị nhìn nó đẹp á. Thì mấy chị hay đi mua những tông cam đậm á, mấy chị nói trời cái màu này đẹp. Mấy chị tự gửi chứ em cũng không có xin rất phản hồi nhiều của mấy chị tự gửi em. À, cho chị Thí Hồng Nguyễn hai cây nhiều con, chị Thí Hồng Nguyễn nè. Nó nhảy con nhiều cho chị nghe chị Thí Hồng Nguyễn ơi. Nè, cái giống này nó nhảy con nhiều lắm nên là mấy chị cứ yên tâm. Nè, mấy chị coi nè. Kể cả nhiều khi á thay vì thân lớn, thân nhỏ cỡ này nó cũng làm bông được mấy chị, thân nhỏ cỡ này nó cũng làm bông được. Thân nhỏ cũng làm bông được. Thì cây nở thật sự, cái cây nếu mấy chị nhìn kỹ nha, cái bông cam này là nó có hơi đốm đốm một chút trên cái bông đẹp lắm. Xíu Bramili liền cho chị Nguyễn Ngọc Huệ một cây cố hoa. Nhớ giùm em là em chỉ bán một lá, lưu ý giúp em nha. Em chỉ bán một lá cho mấy chị, em không có bán một bông đâu. Thì cây hàng bông này nó nở nhiều, em sợ về mấy chị tàn hết trơn hà. Anh chị Sài Gòn á thì nhiều khi anh chị Sài Gòn chơi được. Nè coi nè, nó nhảy con nhưng dù nó, thường cái cây của mấy chị khi nó làm bông thì nó sẽ không có nhảy con đâu. Còn cây nữa nhảy con rất là khỏe cho mấy chị. Mà đặc thù của cái dòng cam này mấy chị để ý nè, rau và bông mà mấy chị cắt rồi mấy chị sẽ tiếp tục nhảy bông. Hàng này mấy chị trồng chậu cũng được, mấy chị ghép gỗ cũng được nha. Cho chị Hạnh một cây cam. Chị Hạnh lấy mầm lấy nhảy con nhiều chị Hạnh nha. 86. Đây, cái cây chút xíu này cho chị nè, nó có nhảy vòi nè, không biết vòi đậu hay không nha. Cho chị Hạnh cái cây cho chị Hạnh nha. Sơn Thái một cây đang bông đó hả? Trời ơi Sơn Thái, về cái anh em sợ nó héo queo quá Sơn Thái. Héo queo là đừng có trách em nha. Em nói rồi đó nghe mấy chị, em nói trước rồi đó. Về nó héo queo đừng có trách em nha. Đẹp thấy thương lắm, cô có chơi rồi hả? Cảm ơn cô Tư Vũ, cho anh được thêm cây nữa nè. Anh Phạm được thêm cây nữa nè. Thêm hai cây, thêm cây nữa cho anh Phạm được. Nhớ em bán lá nghe về mà. Trời ơi, về mà quỷ thằng ôn ơi, về mà nói trời Yến ơi, bông héo trơn rồi, không nhận hàng, trời ơi, thiệt luôn mấy chị. Là giận lắm nha, về đừng nói trời cái bông gì tàn hết trơn rồi sao lấy. Hàng về đi là thấy là mấy chị ơi, mất công đừng nói em nghiệp, nghiệp tù dình môi em nhớ mấy chị. Nghe từ nghiệp em nha mấy chị. À, cho chị Trương Anh Tiết hai cái hoa hả? Trời Phú Quốc lên đó chị Trương Anh Tiết ơi. Phú Quốc là xa dữ luôn nè. Nè, chị Trương Anh Tiết hai cây nè, nó có nhảy con nha. Thì em chủ yếu em không có tính cái bông gì trơn á. Nè, cho mấy chị coi cái eco cam mà. Cái tông cam không phải là cam lửa nhưng mà người ta ghép vô cái trụ, người ta ghép vô cái trụ nhìn bao si mê luôn. Rồi mấy chị muốn thích ghép trụ thì ghép, mấy chị muốn trồng chậu thì trồng, hoặc lấy mấy chị muốn treo lơ lửng thì treo, tại vì nó là rễ gió, nó không có cần bất cứ một cái giá thể gì nữa hết. Nó đặc tính của nó là không cần giá thể. Nên nó là cái chế độ phân thuốc nó cũng rất là ít, nó cũng ít có bị sâu bệnh, không bị quá đốm lá, bị vàng lá, thú nhũng gì hết. Hàng này nó bao khỏe. Cái cây này là một cái tông cam. Đây là cái cây cô cam nhưng mà cam là cam tươi, không phải là cam lửa đậm thế này, cam tươi. Đây, nè người ta ghép như thế này nè mấy chị. Người ta về người ta ghép như thế này nè, vô một cái trụ thế này là thấy mê không? Mấy chị thấy mê không? Còn mình thích á thì mình trồng như trồng, không có điều kiện mua nhiều, mấy chị mua một hai cây cũng được. Không thì mấy chị mua nhiều nhiều chút cũng được nếu mà mình có điều kiện. Còn rảnh dịch này rảnh rỗi á, mấy chị mua rồi ghép đi. Không á thì trồng chậu cũng được. Đây này cho mấy chị coi màu đỏ nè. Em đang săn đỏ cho mấy chị nhưng mà chưa có. Em đang săn đỏ đi cho mấy chị nè. Nên là đợi nào có rõ cái em lên cho mấy chị nha. Người ta cũng ghép như thế này nè mấy chị. Cây này người ta ghép lên cây cao á. Nè em đang săn màu đỏ cho mấy chị, chừng nào có màu đỏ cái em hú ý mấy chị nha. Nào có màu đỏ em hú ý mấy chị. Hồi điệp phục giúp em lên liền luôn. Ngọc Mai một cây nhảy con gặp đơn. Cây nào cũng có nhảy con hết á chị Mai. Chị Mai coi nè. Em cho chị Mai cho đẹp xuất sắc luôn. Cây nào cũng có nhảy con hết trơn á. Nè. Nè chị coi nè, không có bị rớt lá chân, cây nào cũng có nhảy con hết trơn á. À cho chị Đỗ Nhi một cặp cam lửa nhảy con nè. Ok chị. Một cặp có 300 ngàn, mấy chị lấy một cặp về chơi đi. Em tính là điều tính thằng lá hết trơn, không có tính có bông. Nó này nó nhanh bông dữ lắm mấy chị. Cho chị Đỗ Nhi một cặp nha. Cười đó chị, cười mẹ. Kim Anh hai, cho chị Kim Anh hai cây nè. Kim Anh chứ không phải là Kim Anh. Nè nó cây nào có dễ con hết trơn á. Coi nè mấy chị coi nè. Nó khỏe lắm mấy chị, một cặp có 300 ngàn là rẻ lắm. Một cây 170 anh Hiếu. Nó cái bông nó phía sau đó anh màu cam lửa rực luôn á. Tại vì nó nở nhiều quá nên em bán hàng lá cho mấy chị. Và kể cả những cây này em cũng bán hàng lá.
có 170 cây à, giá rất là mềm, mấy chị không có đắt đâu nha. Trồng chậu có phải cắt rễ không? Cũng không nhất thiết đâu chị. Mình quắn cái bộ rễ của mình lại, cái rễ này ở nhà vườn họ đã tỉa rồi đó. Mấy chị thấy ngang ngang bằng không? Thì nhà vườn người ta đã tỉa hết rồi đó. Nè mấy chị quắn với chị bà trồng chậu, mấy chị quắn cái bộ rễ đó lại. Bỏ than vô, cố định cho cây nó đứng lên giùm em là được nha. À, cho Đặng Linh Lê một cây có hoa là em bán một lá nghe. Quý vị ơi bán một lá nghe, nói rồi đó nghe quý vị. Vì đừng có đổ thừa hoa héo hay gì hết kia nha. Bán cho chị hoa héo nghe mấy chị thiệt. Bán cũng tính cây lá nha. À, con Nga Ngô, con Nga Ngô cây có màu hoa. Con Nga Ngô Sài Gòn đúng không? Nga Ngô Sài Gòn. Con Nga Ngô này có màu đẹp đẹp nè, nhưng mà con nói là con bán hàng lá nhưng không có bán bông luôn nha. Nói là đừng có rối là về hoa héo hồi này hồi kia nha mấy chị. Nghe. Dạ ok anh Khoai Lang. Khoai Lang chúc cho bốc ráp. Cho Huỳnh Ngọc Huệ một cây có hoa nữa tính 300 là hàng lá luôn nghe quý vị. Em tính lá không nghe mấy chị ơi. Trời ơi, về trời chị Xuân Lê, về thứ chị là héo chân đầu hoa rồi. Mong có hoa làm chi. Minh Thanh có chốt gì chưa? Sao Thiên Vương hết rồi, Binh Thiên Vương em hết rồi. Cho chị hai cây có bông, ghé lấy bông nha, nhiều con nha đẹp ơi. Trần Uyên hả? Trần Uyên của em đó hả? Chị Trần Uyên là biết rồi, biết đẹp rồi. Em biết em đẹp rồi chị Uyên ơi, khỏi kêu đẹp ơi nữa. Rồi cảm ơn chị Uyên nè. Uyên ơi, mà bông này nó bông nở này nó em nói thật sự mấy chị thiệt luôn á, nó héo rồi. Em cũng ráng chiều lòng mấy chị luôn á. Về chơi được vài bữa, tưới thì chơi được vài bữa. Anh chị nào Sài Gòn rồi chưa chơi được vài bữa. Hồi nãy còn tươi còn mấy cái bông này héo queo hết trơn rồi mấy chị ơi. Nè, này chị Uyên nha, chị Trần Uyên một cặp nè. Trần Uyên một cặp nha. Còn lá thì chị Xuân Lê chứ đâu có cây có bông đâu. Cho chị cây cam lửa nhiều con, chị Thâu Nguyễn Kim nè. Bao nhiêu con luôn. Thâu Nguyễn Kim nè. Đây là bao nhiêu con chị luôn nè. Cây nó khỏe lắm. Cây nó khỏe lắm luôn á nha. Đây nó khỏe lắm. Chị Hiền Trang ơi em bán lá, không có bán hàng bông nha chị Hiền Trang. Một cặp em bán 300 ngàn ạ. Kiếm cho cô cây nhiều con chút chung đúng không cô? Ok cô thu chủ đây con xíu lựa cho cô nè. Nhảy cổ nhảy con nè. Nè. Nè nó nhảy con nhiều cho mấy chị lắm luôn á nha. Cô thu chủ một cây ạ. Không còn nữa. Không còn nữa hàng lá, có hai cây rồi. Thiên Dương hết rồi chị Kiều vô trễ quá. Hết luôn rồi. Hết luôn rồi. À, chị Cúc Dương một cây có hoa. Chị Cúc Dương ơi nhớ mấy em bán lá chị Cúc Dương. Em bán lá chị nghe, em bán lá cho mình nếu mà bông về còn chơi được chơi nha. Cúc Dương một cây nè 170 ạ. Lẻ là 170 một cây. Thì mấy chị lấy một cặp có giá là 300 ngàn nha Eco Cam. Dạ ok chị. Anh Nguyễn Hiếu một cặp nhiều cô ok anh em lựa cho. Giờ cũng không còn bông đâu đó nghe mấy chị. Giờ cũng không còn bông đâu nè. Tranh Nguyễn Hiếu một cặp, tranh Nguyễn Hiếu nha. Nguyễn Hiếu một cặp cho mình nè. Gia Gia hôm nay mà không có chậu lớn rồi. Không có chậu cho hai cây có con á. À, ok chị Hiền Trang. Em đây chị Hiền Trang hai cây nhảy con nhiều chị Hiền Trang nha. Chúng là cây nào cũng nghĩ con trơn với chị, mà chỉ là lựa nhiều ít cho mấy chị thôi à. Hôm nay em không có Gia Gia. À hôm nay em có chuồng nữa nè mấy chị, nắng chuồng. Đây một cặp này chị Hiền Trang nha. Hiền Trang một cặp 300 nè. Tính ra mấy chị mua 150 cây rẻ không có đắt đâu mấy chị. Xuân Lê ơi. Hiền Trang nha. Về chị Xuân Lê nó nở chứ nó tàn. Hãy lấy cây này chị Xuân Lê để phía xíu đi. Hai cây rồi đó, hai cây rồi, còn hai cây này nữa hả? 1, 2, 4 em đi hai cây rồi. Rồi Yến bỏ xuống đây hai cây em biết chốt chưa nữa. Ủa hai cây này chốt chưa? À, bỏ xuống là chốt chứ. Nguyễn Hiếu với lại Hiền Trang mà. Nguyễn Hiếu 1, 2, 2 chứ. Rồi 1, 2, 2. Em mới xuống Hiền Trang mà. Đây chị Xuân Lê nha. Xuân Lê một cây chị Xuân Lê nhưng mà đảm bảo chị là cây của con chị chơi nha. À, cho chị Thâu Nguyễn Kim một cây của con chị Thâu Nguyễn Kim nè.
Em hết bông rồi đó mấy chị, không còn bông nữa đâu. Em mấy chị kiếm em bông không có đâu nha. Cho chị à, thôi Nguyễn Kim một cây nha. Lẻ một cây là 170, mấy chị lấy một cặp đi. Một cặp là 300 ngàn chơi. Cặp 300 ngàn để chơi. Rẻ không có đắt cho mấy chị đâu, cái dòng Eco Cam này dễ chơi lắm. Chị Thông Nguyễn Kim nãy có một cây rồi, lấy thêm cây nữa đúng không? Chị Thông Nguyễn Kim nãy có một cây rồi đó. Chờ thêm một cây nữa thì sao chịu? Thì con gái nhỏ nó nói với chị, thấy chị coi em đây chị, nó nói cô đó đẹp đó đó mẹ. Con nói thật đó, trời ơi, thiệt luôn á. Cái này 681, còn số này 662. Không, cái này khác. Một cặp của nó là 320 á nghe. Anh chị nào có chốt chốt em nghe mấy chị, một cặp 320. Nè, trời ơi nó nhảy nha. Ấy còn một cặp 300 ngàn chứ quên mấy chị. Một cặp EcoCam là 300. Mấy chị coi nè. Nó nhảy con nhiều lắm, nó nhảy con nhiều lắm nha. Cái dòng này á em chủ yếu là lựa cho mấy chị. Thay vì cái mặt khoa đẹp thì không có nói tới rồi, không có bàn cãi gì nữa rồi. Mà được một cái nữa mấy chị biết sao không? Nó khỏe. Nó khỏe, nó có vòi. À quên, cái khỏe nó nhảy con nhiều cho mấy chị. Nè, mấy chị coi nè, một cặp có 300 ngàn hà. Cây cực kỳ khỏe luôn á. Một cặp 300 ngàn, cái màu cam lửa này. Một cặp chị Hải Văn Anh nè. Hải Văn Anh một cặp nè. Hồ đẹp đúng không? Có. Hồ đẹp có. Hồ đẹp có, để một xíu em lên cho. Nè, cây nè nghe, không có bị rớt lá nha. Không có bị rớt lá cho quý vị. Ok, được Nguyễn. Ấy được Nguyễn ơi, hết có bông sao được Nguyễn? Đây. Nhưng mà được Nguyễn ơi, anh về bông còn chơi được như chơi nha. Trước anh đó. Nên là đừng nói em nói hoa gửi hoa éo tội nghiệp em anh được. Nè, cái này nó còn được ít nụ nè. Cho anh được Nguyễn cặp này nha. Nó có nhảy con cho anh được Nguyễn nha. Nó có nhảy con cho mình nha. Nhưng mà em bán lá nha. Anh được Nguyễn thích cũ. Cảm ơn Hồng Phúc Điền. À, dạ, à, chị Việt Lê, nếu mà mình muốn về trồng chậu thì mấy chị có thể trồng thang cũng được, cỏ thông cũng được nha. Không thì mình để nguyên nó, mình treo lên cũng được, hoặc mấy chị ghép gỗ cũng được ạ. À. Chị mới nhận được hoa rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Nghi Trang nhiều ạ. À. Cảm ơn chị yêu nha. Một cặp có 300 ngàn. Chị cặp có hoa đó đi hả? Cặp em chốt cho anh được rồi. Em hết có bông rồi mấy chị. Hết có bông rồi. Có nhưng mà cái này nó đen hết rồi mấy chị, bông nó đen hết rồi. Nên không còn cứu vớt được đời nó đâu. Không cứu vớt được đâu mấy chị, cái nào cứu vớt được cứu vớt, còn đây cứu hết nổi rồi đó mấy chị. Cứu là chết đói luôn, là đuối luôn á. Hết cứu vớt nổi nó rồi. Em chỉ giờ chỉ lựa cho mấy chị à. Hả? Chị Dung nãy giờ chưa mua gì đấy chị Dung. Dung ơi. Dung ơi. Dung nãy giờ chưa có mua gì được đó chị Dung. Chưa có mua gì được nè, đây cho cái cặp này luôn cho mấy chị nè. Cây này nó có cái bông nè, cũng cặp 300 ngàn nha. Bông này chắc còn được cứu vớt nè. À, lên đầu đẹp đi gái ơi, hả? Rồi bây giờ lên đầu đẹp luôn nha. Chị nào chốt giùm em nốt cùm này em lên đầu đẹp cho. Nè. Tại vì nó nở thôi chứ cái này nó có nụ về em bán mấy chị hết nha. Nhanh tay lại chân liền. Hai cây của chị bông vớt được không? Được, vớt được vô bờ luôn á. À, và cho anh cặp hồ điệp trắng ok, anh Lê Trần Quốc Trung một cặp hồ điệp đúng không? Nè, cặp này cũng 300 ngàn, bán lá quý vị. Tự nhiên coi hay coi livestream có chị Vương Hằng, có bà Vương Hằng, có gì quý vị không luôn. Cặp này nhiêu để quên chưa là? 190, hết chỗ. Một cặp 360, lấy một cặp là 360. Đây cho anh Trung nè. Anh Trung mới cặp hồ điệp này cho mình nha, 360 nha. Cây của nó là cây hai ngồng. Cây hai ngồng nha. Cây hai ngồng nè. Con kiều. Con kiều, chị Kim Hồng Đoàn lấy mấy cây kiều em gửi cho. Kim Hồng Đoàn lấy. Không có, hết, không có nụ luôn á chị Nguyệt Bùi. Không có nụ chị Bùi yêu dấu ơi. Em có nụ rồi chị Bùi ơi. Lá không à. Đây nè, em có một cặp này nè. Nhưng mà cái cặp này cũng có thể còn bông được, cho bông được nha. Anh chị nào có thích hốt thì hốt. Cho chị Nguyễn Loan cái cặp này nhiều con nha. Phạm Lan nha. Cặp với chị Phạm Lan nha. Phạm Lan, cặp này chị Phạm Lan ạ. Cho chị Như Quỳnh Coraline. Ờ, bên đây đồ đẹp mini nè. Em đây cái tông này đẹp lắm luôn á. Màu này là mấy chị nên chốt liền luôn á.
Em chắc hẳn mấy chị là nên chút điện luôn á. Cái cây này nó có vòi nè, nhưng mà không biết vòi về tới mấy chị nó còn chơi được không nha. Nên là em bán lá nha mấy chị. Bán lá nha. Mà cũng ok đó, em thấy nó cũng ok đó mấy chị. Chứ cũng chung là cũng nó cũng có ok chút đỉnh đó. Nhưng mà bán lá nha. Còn nếu mà còn mấy chị về dưỡng tốt có bông đi chơi. Cặp này 300 ngàn, em lấy cái cây hồ điệp lên cho mấy chị nào thấy thương đó. À, hồ điệp vàng là đi một cặp 320. Vàng là 320 đó. Cây hồ điệp. Cây này là như ta. Em lên cho mấy chị cây này là Hibiki, còn á chị Hà, chị Thí Ăn Phạm Thị. Một cặp 200 ngàn á chị Thí Ăn Phạm Thị, Hibiki. Hibiki là 100 ngàn cây, cặp 200 ngàn. Em có một cái dòng tiểu hồ điệp màu này dễ thương lắm. Cái màu này nó nhìn nó lạ cực kỳ, lâu lắm rồi. Cái này khoảng 2 năm về trước em có bán một lô cho mấy chị. Nhưng mà lúc đó thời điểm đó mắng xỉ nhiều lắm. Gửi chị Kim Hồng Đòn hai chậu kiều và hai cái bọt và thuốc kích hoa kiều, một cái kia đỏ và hai chậu kiều chị Kim Hồng Đòn. Cái màu này bền cực kỳ bền nha. Mấy chị đừng có chơi đó mini nha mấy chị. Mini là dạng trồng tiểu cảnh đẹp lắm. Đây, cái cây này là cái hồ tiểu hồ điệp hay còn kêu nó là hồ điệp mini. Hãy còn hỏi giá cây giá nhiêu cái quên để xíu nha. Cái gì anh Dũng ơi, có gì mai chụp hình cho anh coi được không Dũng? Anh Trung chú anh Quốc Trung. Cái gì mai chụp hình lại cho anh coi nha. Đợi xíu nha mấy chị, em coi cái giá nó ngay nha. Chưa biết giá nó luôn. Màu này đẹp lắm mấy chị, nó dễ thương. Màu này về mà mấy chị bỏ vô cái chậu gấu dừa, mấy chị mua 10 ngàn cái chậu gấu dừa. Chị Kim Hồng Đòn lấy hai cây kiều, lấy hai cây kiều Linh Quang rồi hai cây kiều chị. Dạ mini có màu đỏ luôn chị. Nè hai cây kiều là chị Kim Hồng Đòn nha. Em cho chị Kim Hồng Đòn hai chậu kiều cho mình nha. Nó thúi ngay giữa thân à, nếu mà cây lan của mình nó bị thúi ngay giữa thân thì cắt bỏ luôn á. Cắt bỏ cái thân nó luôn á. Tại vì mình không cắt là nó lây sang cái thân kia. Nên là chị phải cắt sát gốc luôn. Cắt sát gốc và bôi keo dần sẹo lên giùm em luôn. Còn không là thua đó. Còn không muốn giữ nó là thua luôn á. Cái hồ điệp này là 170 một cây. Khi một cặp này là 330 ngay tại cái giống nữa đó. À, kiều hoa vàng em còn à chị Tịnh An ơi. Cái này nó bền lắm mấy chị đừng có nghĩ bông nhỏ nha, nó bền cực kỳ bền bông. Nó là tiểu hồ đẹp đó, nhưng mà cái giá nó cũng không có rẻ nha. Nó là hàng Đài Loan chính gốc cho mấy chị 100%. Và kiều là 260 một cây. Kiều là 260 một cây. Em bớt luôn cho mấy chị 10 ngàn cây thì tính 2,5 triệu cho mấy chị luôn nha. Em tính luôn cho chị Kim Hồng Đòn 2,5 triệu luôn cho nó chẳng nha. Kiều vàng. Kiều vàng á nghe mấy chị, cho chị Thí Ăn Phạm Thị một cây Hibiki. Em cho mấy chị coi mặt hoa của kiều vàng đợi một chút nha. Nè, cái này là cái cây kiều vàng nghe mấy chị, rất là dễ làm bông. 2,6 lắm tính chẳng mấy chị 2,5 thì tại còn em còn được có mấy chậu à. Còn được có mấy chậu à. Kiều màu vàng đó chị Tiền. Kiều này là mấy chị nên chơi, cái màu này đẹp lắm á. Dạ, chị cắt bỏ đi chứ bà chị để mà nó ương hen là nó thúi hết thân luôn, không được. Không biết đường mà cứu chữa nó luôn đó mấy chị. Đây cho mấy chị coi là cái cây này là cái cây kiều vàng. Cây là cái cây kiều vàng nha. Kiều vàng này 260 để mấy chị 2,5. Cái chậu kiều này là cái chậu bên em mà tự kích bông ra nè mấy chị. Trời ơi, nó nhảy bông dữ lắm. Cái này nhớ không lầm là nó tới 13 vào bông mà cắt tỉa bớt rồi. Còn được có 5-6 chùm bông mà cắt hết nửa bông mấy chị. Tại vì nó ra nhiều quá sợ mất sức cây. Nên là cắt bỏ bớt. Ôi đẹp lắm, thằng kiều vàng là đẹp lắm nha mấy chị. Em lấy cho chị và Phương Thảo một chậu kiều, chị Phương Thảo nè. 250 chị Phương Thảo nha. Rồi em lên cái hồ đẹp đi đỏ cho mấy chị xíu nha. Nè giới thể trồng bằng phổ thông. Cây Hibiki này em cho chị Thí Ăn Phạm Thị nha, một lùm luôn nha. Hibiki chị Thí Ăn Phạm Thị một lùm luôn nha chị. Lá nó vàng bình thường, đặc trưng của dòng Hibiki khi nó làm bông là nó vàng bình thường nha. Thí Ăn Phạm Thị một cầu chậu Hibiki chị nè. Này đó đi.
Kiều vàng này á là em lựa cho mấy chị những cây lớn, cây già cây, cây lớn, cây già cây và những cây mắc u. Cho Tịnh An một chậu kiều vàng chị Tịnh An nè. Đẹp mắc u quá trời luôn nè, 250 luôn cho Tịnh An luôn nha. 26 đó mấy chị tính mấy chị 250 luôn. Và hầu điệp tím phía sau chị Tiết Anh Châu ơi. Cái này á chị lấy lẻ một cây là 175.000 thì cái nó hai ngồng. Mình lấy một cặp á là 320 giúp em nha. Nè, cái này là hầu điệp tím biến nha mấy chị. Cái này là hầu điệp tím biến. Này là hầu điệp tím biến nha. Một cặp cây của nó là cây hai ngồng, mấy chị lấy một cặp là 320. Màu là màu tím biến bông đớ lớn bông đại cho mình nha. Bông đại. Dạ của chị Thảo cây nó lùm nó mấy chị Thảo ơi. Chậu kiều này á là 250 nha. Anh chị nào có chốt chậu kiều thì chốt 250 giùm em. 250.000. 250.000 cái chậu kiều này. Để em lên cái hoa đỏ cho mấy chị. Kiếp gỗ được á chị tiền, được. Nhưng mà em thấy người ta trồng chậu nhiều lắm. Hôm trước thấy có đặt chậu kiều với ai có thông tin không á chị? Bây giờ chị coi em kêu chị nhắn tin trong Messenger mà. Em nhắn tin chị trong Messenger mà, coi có nhắn trong Messenger không chị Vy? À, chị Kiều Vy. Cho chị Phạm Lan một chậu kiều vàng giùm em mà, lấy số ngồi để chỉ giùm em nha. Phạm Lan một chậu kiều vàng. 250 một cây nha mấy chị. Nè coi cây của nó nè, rất là đẹp nha. Cây này cây lớn cây, rồi kêu nó là gọi là cái cây già cây cho mấy chị và rất là khỏe. Cây này là 260, để mấy chị 250 luôn. Kiều vàng mà cây lùm lắm luôn nha. Cây rất là lùm, đẹp cho mấy chị. Em lên cho mấy chị, từ từ em sẽ lên cho mấy chị kèo đẹp này, đẹp lắm nè. Cây này quá trời nhánh luôn mấy chị ơi. Hồ điệp này nè, là cái lô em về cho mấy chị là nó có lô nó là hồ điệp màu đỏ thẫm. Màu đỏ thẫm nha, chứ cũng không phải là đỏ tươi. Mà nó cây nó hai ngồng phân nhánh. Ai? Em để cho chị Trần Vy cái chậu kiều này nghe, em thấy Facebook chị chặn á chị Vy. Facebook của chị chặn em mất tiêu rồi, đâu có cháy nhắn tin gì được chị cho chị đâu. Em để lại cái cây đó cho chị nha. Em vô Facebook em coi là em thấy Facebook chị chặn em mất tiêu rồi. Cây tím đậm hả? Cây đó là cây mãng thiên hồng á chị Tiết Anh Châu Thị ơi. Nó là 170 một cây, kia mấy chị lấy một cặp là 320 á. Đó cái màu tím đậm đó là mãng á nha. Cây kiều này là 250 nha mấy chị. Anh chị nào có chốt cái chậu kiều này chốt 250 giùm em nha. 250.000 một cái chậu kiều vàng này. Em lên cho mấy chị cái cây này đẹp lắm nè. Bây giờ lên đồ đẹp đỏ cho mấy chị nha. Anh chị nào lấy kiều lấy. Cây này giá nhiêu đây? Cây này đó là cái cây nó là màu đỏ thẫm, chứ không phải là đỏ tươi. Mà đỏ thẫm của nó là nó có vân. Nó có vân, cái màu này nhìn rất là lạ và đẹp cho mấy chị. Mini hồng đào chưa có về ạ à? Đây cây của nó là cái cây hai ngồng đẹp cho mấy chị nha. 170 một cây nha mấy chị. Cây là 170 một cây. 175 một cây nha. 175.000 một cây thì cây nó là hai ngồng, hai ngồng. Cây hai vòi phân nhánh cho mấy chị. Cái này là cứng cáp đó mấy chị, cái gốc nó cực kỳ cứng cáp luôn. Nó là màu đỏ thẫm nè. Cái này chị Trình Ánh Mai một cây ạ. Kéo cái cây vô. Chị Trình Ánh Mai một cây, chị Trình Ánh Mai nha. 175 một cây. Nè cây của nó là cây hai ngồng phân nhánh đẹp lắm nha. Cho chị em lên cho chị Hồng Nhung một nhung hồng một cây nè. Nhung hồng một cây nha. Cho Tùng Linh Bùi một cây với Tùng Linh Bùi ạ. 175 một cây. Cho chị Hương Ninh một cây nha. Hương Ninh. Em bắn hết rồi anh Tâm ơi. Em bắn hết luôn rồi. Em lên cho chị Trâm Nguyễn hai cây ạ. Cây này nó khỏe lắm mấy chị Trâm ơi, nó cứng cáp lắm. Nó không có nhìn mỏng manh, không có liễu yếu đầu tơ. Nó cứng cáp mà cái màu này là cái màu đỏ nhung nè, coi nè mấy chị coi nè, cây đẹp lắm nha. Trâm Nguyễn hai cây. Cây
chị thanh nhàn một cây luôn nè, cây này nhảy con luôn nè. Thanh nhàn một cây chị thanh nhàn nha, 175 à. Chị Phạm Lan ở giờ chốt đơn cũng cho số nồi đó chị Lan ơi. Cái chị Phạm Lan một cây nè. Lên số nồi để chỉ cho em đi chị Lan ơi. Cho con hương ngô hai cây, cái này có nhảy con nè. Ngăn ngô nè. Dùm cái cây nó lại qua luôn đó. Còn được 10 cây nữa là hết nha. Cây này khỏe lắm, đặc tính nó có nhảy con đó nha. Cho con ngang ngô hai cây nè. Cái màu của nó là cái màu đỏ nhung. Mà mấy chị coi này, nó đớt đớt, nhìn nó đẹp lắm. Cây nó phân nhánh và nó, nói chung là nó chắc khỏe cực kỳ đó mấy chị. Bên Thiên Vương em hết trơn luôn rồi đó chị Thảo ơi. Hết luôn, em bán hết luôn rồi. Cho cô ăn lại thích hai cây à. Thì cô Trân nên con lựa cho con một cặp đều nha. Không. Mua lớn luôn rồi. Cô ăn lại thích hai cây à. Đẹp quá. Cái này nó bền lắm mấy chị. Cái cây nó cứng cáp vô cùng mà cánh con nó cứng lắm. Cô ăn lại thích hai cây nha. 175 một cây mấy chị. Chỗ bán cũng mưa mà ở nhà cũng mưa không nghe được gì ạ. Cho chị Hồng cũng quyển một cây ạ. Hồng cũng quyển một cây rồi đẹp cỡ nhung cho mình là cây đẹp có trời luôn chị ơi. Hồng quyển một cây hay ngọc. Chị nắng mưa ngay đây. Cái hồng này nó bền quá chị Hương. Cái hồng này nó bền nó mình cứng cáp cây. Màu cỡ nhung mini nha. Mà nó cứng lắm mấy chị ơi, nó cứng cáp vô cùng, nó không có liệu yếu thời cơ. Các chị Văn Ly hai cây. Văn Ly hai cây nè. Văn Ly hai cây nè. Các chị nghe không? Các chị có nghe em nói gì không? Các chị Phương Thảo một cây. Cây này nó có nhảy con luôn nè. Phương Thảo một cây nha, Nguyễn Phương Thảo. Cây này nó cứng cáp nhiều tầng lá. Con nhắn cho mấy chị nữa. Cái màu nó ngọt lắm nha. Màu này dễ thương lắm mấy chị. Mới gì chào quốc biển có rồi nha. Tôi miễn cái gì đó chị cơ mời á. Chỉnh đến mai đổi cái này thì chỉnh đến mai à. Mai đổi nè. Chị đến mai đổi. Chị Văn Ly ơi, em cho chị cây Văn Ly cái này nè. 19 nha. Một con ngang ngô cây đều cây đẹp lắm. Không, con mai con chụp hình cho con ngang ngô coi. Tiết Anh Châu một cây trắng hai ngồng cho mình nha. Cây này là 190. Và một cây mãng với ngồng cho mình nè. Đây. Tăng nhú cho một cái ngồng thứ ba nữa nè. Cây 170 này là mãng với ngồng nha.
Hết rồi, hết đỏ rồi. Còn cái tiểu hoa đẹp mini dễ thương lắm mấy chị. Màu này dễ thương lắm nè. Cái màu này tuy nó nhỏ nhưng mà mấy chị dạng trồng như tiểu cảnh nó đẹp hơn rất là nhiều. Em thích những cái tông này nè mấy chị. Cây này thấy nó nhỏ vậy nó cũng đắt chứ nó cũng rẻ đâu. Cây này á là 170.000 cây này. Cái này á là màu hồng. Đi một cặp. Ba một cặp là 320, nó là màu hồng này nghe mấy chị, hồng đỏ. Em mới cây 190 mà em chỉ còn được có một cây này nè. Còn cây nè. 175. Cái màu này á mấy chị ghét chậu cực đẹp luôn. Nó nhỏ nhưng mà cánh nó cực kỳ cứng, thằng này rất là lâu tàn. Đây. Một cặp là 320. Lẻ là 170 một cây. Nó là tiểu hồ điệp, bông của nó là màu hồng, hồng hồng giống như là mấy chị cứ nhìn giống như là nó hồ điệp Floritan của mình vậy đó mấy chị. Anh chị nào có chơi hồ điệp Floritan là cái tông nó y chang vậy đó. Là cánh cờ kích cỡ nó y chang vậy đó. Một cặp này là 320 nha, nó lùn nhiều vô cùng. Thằng này cánh cứng lắm mấy chị, nó tông nó bền. Không phải là màu hồng nhạt kia đâu, màu hồng nhạt kia thì nó nhanh đông, nhanh tàn. Còn cái tông này nó lâu tàn vậy đó. Cái cây này mấy chị mà dạng trồng tiểu cảnh á, vô cái chậu à. Cho chị Ngọc Mai một cặp, chị Ngọc Mai nè, một cặp 320 nha. Ông Phúc Nguyễn có số điện thoại lên địa chỉ giùm em mấy chị Phúc Nguyễn ơi. Tiểu đẹp. Nè cho chị Thảo coi nè. Hết rồi, nó là bên Liên Vương đó chị. Cây này giống từ hàng toàn Việt Nam mình chưa có đâu. Em hết trơn rồi. Cái màu nó ngọt lắm nha chị ơi. Màu nó tươi lắm. Màu này hiếm lắm nè. Bán hết trơn rồi. Hồ điệp kiếm nhung bông to hả chị Hương? Em có màu bông to, em có cái màu này đẹp lắm nè mấy chị. Nó lạ lạ nè, cái màu này nè. Cái màu bên đây nè. Nhìn nó lạ lắm, cho mấy chị coi thử nha, bông đại ha. Em có cái màu đỏ nhung này nè. Hồi đẹp bản tiếng Hồng em còn. Hai cái kia lấy của cô đẹp đó, cô ngang ô, tại cô không kỹ đâu. Con cho cô hai cái hồng này nè, cô ngang ô nè. Cái màu này nó bờ, nó làm bông nhiều lắm mấy chị. Thằng này làm bông nhiều lắm mà lâu lắm rồi em mới bán nè. Mà màu này cực kỳ bền. Đây, kiều là 250 một cây nha. Tiểu màu đẹp cũng còn một cây này nữa là hết rồi chị Ngọc Mai ơi. Đây, cái màu đỏ mini này nè. Màu đỏ, đỏ mini này còn được cây 175.000. Em có cái này nè mấy chị. Cây này là 175 bông đại nha. Hai màu. Cái này á là màu kim nhung đó. Cái này là kim nhung. Hai tông cho mấy chị nha. Kim nhung đó và kim nhung. Còn được hai cây màu này 175.000 một cây. Cây của nó là cây hai ngồng bông đại. Màu này là màu kim nhung nha. Kim nhung đó, ghi là đớp giùm em. Còn này là nhung không. Đây là nhung không cho mấy chị là 213 gác nha. Mọc đỏ nhung đớm cho chị Trần Hương. Cây này em để cho chị Ngọc Mai cái này nha. Thấy Ngọc Mai chốt cái cây này quá. À Ngọc Mai chốt cây đỏ nhung mini nè. Ngọc Mai. Cô Liên Hải Chua ơi, cô lấy một thùng con có giá bớt cho cô. Mà cô inbox mấy singer đi con giảm giá cho cô cho. Còn được cây này nha mấy chị, 175, màu đỏ nhung, 175 nha. Đây, bông nó lớn ạ. À. Em có cái màu này nè mấy chị. Cái màu này cũng rẻ, không có đắt cho mấy chị đâu. Màu này là màu đại nha, màu hoa đại nha. Đây, màu hoa đại, vân của nó là hồng trắng, 170 một cây.
mấy chị lấy một cặp em để mấy chị 320 nha. 320. Cái này á là màu hồng. Hồng nó đớp đớp như thế này nè. Giống như là mấy chị nó cùng một màu mà tông nó đớp đớp khác nhau nè. Mà hồng này đẹp thì nó lạ chứ thương lắm nha. Con đại đó nha mấy chị. Góc nó cũng đẹp nữa. Giống cây nhung này tranh Nguyễn Thắng à. Hai cây hồng trắng cho chị Quỳnh nha. Một cặp là 320 nha. Màu hồng này là em để mấy chị một cặp 320 con đại nha mấy chị, con đại nha. Nè góc nó cũng đẹp nữa. Kiều là kiều màu vàng á chị Ngọc Mai, kiều vàng 250 một chậu. Đây, đây là cái chậu kiều vàng đây. Kiều vàng này là 260 để mấy chị 250 nha. Đây, hồng trắng này nhìn nó đẹp lắm mấy chị. Con mới mớt về luôn nè. Cặp này là 320 nha. 320 một cặp. Hồng đốm đốm rồi nó cái gì nó vàng nhìn nó lạ. Một cặp có 320 à, mà gốc nó cũng đẹp nữa, cái gốc nó đẹp. Bông nó đẹp mà cái gốc nó cũng đẹp nữa. Cặp này là 320 nha. Nếu mấy chị lấy một cặp cái lẻ là 170 cây. Hồng này nó dài bông lắm. Nè, tông của nó tông hồng trắng và lưỡi nó vàng nhìn nó lạ lắm nha. Cây này nó cũng khá là cao mà được con cái là cái gốc nó rất là mướt cho mấy chị. Màu này là màu đẹp nè. Màu này mà mấy chị để cái chậu á nhìn nó sang á. Tại vì trên tông này nó có hai màu, màu hồng và màu trắng. Một cặp là 320 nha mấy chị. Còn mình lấy lẻ là 170 một cây. Chùa hả? Dạ. Thì con kêu cô inbox á, cô inbox Messenger đi con báo giá cho. Cũng lấy cái màu, mấy cái màu này là con mới về nè. Mấy cái màu này là mới về cho mấy chị, tông rồi tông đại nhìn nó mê đúng không? Em nhìn xa xa cho mấy chị nè. Cái màu này nó đẹp mấy chị mà nó dài bông khá là dài luôn á. 45 bông không đó mấy chị. 45 bông lắm á. Màu này đẹp nè. Thì màu em về được có vòng mà không có nhiều. Dịch này nó cũng không có hàng nhiều nữa mấy chị. Còn mấy cây hồ điệp vàng hay ngồng nè, em lên cho mấy chị luôn nha. Hồ điệp vàng hay ngồng, anh chị lấy một cặp là 320 luôn giùm em đi. Vàng là một cặp 320. Vàng này nó nở ít lắm nên là về mấy chị chơi tươi rất lâu. Vàng này là vàng tươi nè. Trời mưa hoài luôn. Màu vàng là vàng tươi nha. Còn cái màu vàng phía sau em á là vàng phóng con to, nó chỉ có một hồi thôi. Vàng này là vàng tươi. Một cặp là 320. Cây nó đang vào bông đẹp như này cho mấy gì mà gốc rất là mướt. Màu vàng nè. Cặp 320 nha. Vàng này hay còn kêu em kêu nó là vàng 2035. Nó có một cái mã vàng của nó 2035. Có nhiều tông vàng lắm. Vàng phóng có, vàng chanh có, vàng bơ có, vàng thần tài có, vàng kim cũng có, đủ tông vàng hết trơn á. Vàng này còn kêu nó là vàng 2035. Tại cây nó cây thân lùn. Một cặp là 320 nha. Cái màu vàng tươi đẹp. Cái này nụ nhiều, nó nở ít lắm mấy chị, về mấy chị chơi dần. Một cặp có 300, một cặp là 320 nha. Anh chị nào có chốt vàng chốt em cặp 320. Múc chùm miếng nước rồi qua. Có cho. Hàng về Tiền Giang nó chưa lấy là sao nó đợi em chút kem xíu em lên cho mấy chị mấy cái cây nắng này nè, nắng chuồng, nắng chuồng em có chậu cho mấy chị.
tôi thấy ức giá. Hồi điệp bông tàn hằng hết bông rồi cắt lại nghe chị. Chu kỳ làm bông của nó khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Nó làm bông lại một lần cho mình nghe chị. Chị lấy có bao giờ nghiêm túc không? Cái gì hồng? Cái tím ớt mà nhạt nhạt đó, không phải đậm như ớt hồi xưa. Còn 10 cây. Dạ không, chị thính nhàn ơi. Không. Bông nó to, như mít vậy. Màu đó cắm chậu đẹp nhưng mà khách tỉnh là người ta không thích. Dendro mà hồng lông chuột hả chị Lo? Có đồng tiền hồng lông chuột mà giờ không có rồi. Hai cái cây nó giá khác hả chị? Em lên cho chị Thanh Nhàn cái cây nè, Thanh Nhàn mini đi với chị Thanh Nhàn nha. Để em lên cho mấy chị mấy cái chậu nắng chuồng đẹp với mấy chị chuồng này em có được mấy cây thuần thang đẹp cho mấy chị nè. Để em lên cho mấy chị mấy cây nắng chuồng này đẹp lắm nè. Chuồng này á là nó hay sổ chớp lắm. Tùy theo cái cây của mấy chị nha, nhưng mà tỷ lệ sổ chớp nó cũng cao. Em sẽ cho mấy chị coi mặt bông của cái tông nắng chuồng truyền thống của mình nha. Trên đô nắng chuồng chuồng. Cây này là hàng chậu lớn, thuần thang đẹp lắm mấy chị. Đây, mấy chị coi nè. Chậu nắng chuồng này nè, thuần thang cho mấy thuần thang phổ thông. Đây là cái cây rất là đẹp cho mấy chị. Đang rất đẹp nha, đang có vòi. Ok cô, xả cái cây bên đó, Eco Cam đúng không? Cây này á là có được mấy chậu đây nè, nó có giá thấp hơn 10.000 so với cái cây đợt vừa rồi. Là cây này là 160 một cây. 160 một cây chuồng, lấy cái mặt con chuồng. Kiếm mình lục không ra luôn. Đen đô nắng chuồng chuồng. Cây là 160 nè. Cũng căng lắm anh Đức ơi. Dịch này cũng bán ế mồ. Đâu cũng chạy. Hồi đẹp phía sau lưng em hả? 170, 175, 700 đánh cặp thì đa phần 170, 175, 170 là nhiều. Đa phần 170 là nhiều. Dịch này mấy chị làm ăn cũng khó khăn. Cái gì cũng vậy. Gì cũng ngưng trệ hết trơn. Em cho mấy chị coi cái cây chuồng này bữa mà và một cái cây này là một cây bán 2 triệu nè. Cây chuồng này mà có chớp nè mấy chị. Cây chuồng nó có chớp và bán 2 triệu nè. Mà em bán mấy chị cây chuồng bình thường nha. Nó hay có tỷ lệ sổ chớp lắm. Cây chuồng sổ chớp 2 triệu nè. Cái cây không á mấy chị, một cây không á. Hồng nào? Hồng mini hay là hồng ở trên cao chị Lo Nguyễn? Hồng mini hay hồng trên cao? Hồng tiểu hồ đẹp hay là hồng đại chị? Thì em có hai cái màu hồng á, chị nói rõ đi em lên cho. Ai cũng ngáp ngáp hết hả? Mấy chị có ngáp không mấy chị? Dịch này mấy chị có ngáp không? Chợ chú em nhiều thấy nhiều
Đây cho mấy chị coi thằng chuồng nha, chuồng nó tia đẹp lắm. Hồng bông đại hả? Để em lấy cho chị coi. Hồng bông đại đó một cặp 320 chị. Đây, đây là cái thằng cánh chuồng cho mấy chị nha. Dòng đen rau nắng cánh chuồng, bông đẹp cho mình. Nó có tỷ lệ sổ chết cho mấy chị trong đây lắm. Đây là mấy chị coi nè, ví dụ như cây này sổ chết nè. Đây, nhà chuồng nó tia đẹp đẹp lắm nha, tỷ lệ sổ chết nó cao lắm mà. Và bông nó biến thiên về bông. 160 một cây chuồng nha. Để em lên cho chị Lo coi cái cây hồ điệp hồng, cái tính chị tính. Nè chị Lo, bông này là bông đại. Hồng này là hồng đốm cho mấy chị, mà nó là có lửa vàng, mà cái gốc nó cũng đẹp nữa mấy chị. Cái gốc nó đẹp mà nó dài bông nha. Cây này là 170, mấy chị lấy một cặp có giá là 320. Đây, bông nó khá là dài bông mới nghe. Thằng này nó dài bông lắm luôn á. Chậu lớn không hả? Dạ. Đó. Đối với màu vàng cái cây chuồng này á là 170 một cây nha. Chuồng này chuồng thần thang với bộ thông, cây mập ú ì cho mấy chị à, và đang có ngồng cho mấy chị chơi. Thôi lấy cái vườn nhỏ thế này ăn còn rồi mấy chị. Chuồng chuồng á, chuồng chuồng à, bay cao thì nắng, bay thấp. Cho chị cây chuồng có ngồng cho chị Phương Thảo nè. Chuồng chuồng bay cao thì nắng, bay bay vừa thì găm, còn bay thấp thì mưa bão bùng bùng. Đổi cho chị lấy cây hồng này nhé chị Tiết ơi. Chị đổi cái 160. À, của chị nãy là hai cây hồ điệp trắng á. Chị đổi hết hai cây hay sao chị? Đổi hết hai cây sao chị Tiết ơi? Chị lấy một trắng một hồng đúng không chị Tiết? Cho chị Nguyễn Tiết một cây hồng nè. Hồ điệp hồng. Hồ điệp hồng. Nãy giờ có lên cái cây đó nào trời? Không hết rồi. Chết đâu? Không, không lên đi cây tháng. Một cây. Đây, cây này cho chị nha. Chị có chốt không kìa, khách chốt rồi kìa. À, cho chị Ngọc Nhung một cây hồng bông đại với một cây màu vàng. Một cây hồng bông đại, một cây màu vàng. Đây cho chị nè. Đây, cho chị Lo Nguyễn hai cây hồng còn nhiều nụ. Cho chị Lê Trâm Anh một chậu chuồng. Chị Lê Trâm Anh nè, em lựa một lùm mú ì cho chị luôn nè, chuồng mập luôn nè, con chuồng mập cho chị luôn nè. Thường thang khỏe lắm mấy chị ơi, thường thang của thông khỏe lắm mà rễ nó bám rất là chắc luôn. Lê Trâm Anh một chậu chuồng cho chị nè. Cho chị Nguyễn Lon hai cây hồng nè. Mấy chị có lấy nghe thôi, khách chốt cắm chậu không có còn cho mấy chị. Lê Trâm Anh nè, đẹp không? Ở cái màu nó ngọt ghê luôn á. Chị Lo Nguyễn hai cây nè. Ủa, cái màu đẹp lắm mấy chị ơi, cái màu hồng này đẹp lắm á. Màu này mới có bán. Màu này về em về cắm chậu không mà. Tại những cây mà cao cao thì em ít có bán lắm. Những cái tông đó về cắm chậu thì khách. Đây tiếp tục một chậu chuồng nữa cho mấy chị nè. Trắng, trắng cái thân lá nó không có đẹp mấy chị ơi. Trắng cái thân lá nó rụ rụ nó không có đẹp. Màu trắng nó là vậy, trước giờ nó vậy, trắng chớp nó vậy đó. Chị thấy không, mỗi cây một cái thân lá khác nhau, một kiểu lá khác nhau. Bầu tròn dài rủ và đứng tầm lum hết trơn, mỗi cây mỗi thân lá khác nhau nha. Cái chậu nắng chuồng chuồng này cho mấy chị là 160.000 nha. Anh chị nào chốt cái chậu chuồng này chốt 160. Cây này nắng thuần thang quả thông cho mấy chị. Cây mập ú ị luôn á nha. Rễ nó bám rất là chắc cho mấy chị coi nè. 160 giùm em mấy cây chuồng này. Anh chị nào có chốt chuồng chốt 160 nha. 160 một cây. Một trăm sáu một cây chuồng này. Em để lên cho mấy chị cái cây này luôn nè mấy chị. Có cái khoai lang bốc ráp, nga ngô bốc ráp. Để em lên cho mấy chị cái cây trong đây. Lên cho mấy chị cái cây nắng
Em còn mấy cây hoa hồng nữa mấy chị. Em còn mấy cây hoa hồng luôn nè. Để em lên mấy cây hoa hồng luôn cho mấy chị nha. Nằm ở góc. Mấy cây hoa hồng blue nó nằm ở dưới dãy dưới á. Con, mà em chị dập giống như này được. Ủa chị Thảo, cái chuồng của chị em xuống cây rồi mà. Em xuống cây nè. Ngọc Điểm không có rơm nè, không có hàng. Lấy cái cây trần trồn 129 của chị Phương Thảo, chị coi lại cây. Dạ có hả, ăn cam luôn nha. Có hả, ăn cam. Mấy chị em lên cho mấy chị cây này nè mấy chị. Cây này em bán mấy chị có 50 ngàn một cây à. Em lên cho mấy chị mấy cái mặt bông, cái mặt bông của cái thằng hoa hồng blue. Trồn nó có tỷ lệ sổ chớp đó chị Lê Trâm Anh. Hên thì trúng số, còn không thì hên thì trúng số, còn không thì trật lắc luôn. Đây nè, đây là cái thằng cây nào chị Cao Thục Phương. Nè cái cây này em bán mấy chị có 50 ngàn một cây à. Mấy chị coi là cái dòng này, cái cây này là cái cây hồng blue nha. Cây hồng blue nè. Đây bông hoa hồng blue là cái dòng dendro độc biến, nó cho nhiều cánh cho mấy chị. Cánh bông nhìn nó đẹp lắm. Người ta còn kêu nó là cái cây mặt quỷ nữa đó mấy chị. Nghe anh Đăng ơi. Cây lầy là không đi luôn đúng không? Long An toàn tỉnh luôn hả? Rồi rồi, biết rồi, còn à, không, không có. Long An cách ly toàn tỉnh, Tiền Giang cây lầy không nhận hà, không nhận đơn. Đâu, Tiền Giang là chỉ có cây lầy gì đó. Còn Long An là cách ly toàn tỉnh luôn rồi. Đó là không có nhận đơn Long An nữa. Giờ trời, Minh Triết anh khéo đồ em. Hôm trước anh mua cây hồng blue, giờ nó ra hoa y vậy luôn. Thì đó chứ, hên là tưởng nó nở ra cái cây gì khác chứ. Hết hồn Triết này. Hết hồn Triết này. Đây là Hỷ Tiên còn đó chị Thúy Hằng còn thầy còn á. Nè. Hồng blue này cây đẹp lắm mấy chị. Hàng này 70-80 ngàn cây không. Trời hết hồn Triết. Ảnh nói tưởng à. Tưởng mình mà bán gửi cái size gì. Trời ơi. Anh chị nào ở cây lầy không có nhận đơn nữa nghe mấy chị. Với lại tiền Long An không có nhận đơn nữa rồi. 4 cây 200 ngàn nha. Em bán 50 ngàn một cây. Nè, cây đẹp lắm đó. Cho chị à. Em lựa hai cây lầm này cho chị Hồng Anh nha. Có 50 ngàn một cây nha. Nguyễn Hồng Anh bán rẻ cho mấy chị luôn nè. Bán sale mùa dịch nè. Hàng này lúc trước 70 ngàn không có hàng bán luôn đó mấy chị. 70 ngàn mà không có giống luôn đó. Bán 50 ngàn cho mấy chị. 4 cây này là 200 nha. Anh chị nào có chốt combo 4 cây chốt 200 giùm em ạ. Combo 4 cây hồng blue là 200 ngàn. Và mấy chị ghép vô chậu cho nó đẹp. Anh chị nào muốn ghép đơn ghép nha mấy chị. Có 50 ngàn à. Hồng blue này bông lớn chứ lắm, lớn luôn á. Hồng blue này khá là đẹp. Cái lá nó hơi cứng giòn chút nhưng mà nó không có giòn đến nỗi mà gãy nhiều. Hai sổ. Sổ hả anh Triết? Là cái cây chuồng á anh. Là cái chuồng á. Chuồng nó sổ chớp á. Hay sổ chớp á. Còn à, em chưa có thấy cây hoa hồng blue nào sổ chớp hết trơn. Chưa có. Để 45 cây. Hồi đấy không có cắm chậu là 45 cây chị hai.
lấy gì cấp cho tôi 45 cây. Cây đó là có ông Hồng, có anh Hồng Tinh Học đó. Cái Hồng Tinh Học đợt đầu kìa. Số 8, số 8. Cái chậu đợt đầu. Chậu đợt đầu. Hậu đợt đợt. À, nhà hàng Tuấn Mập. Nhà hàng Tuấn Mập chậu 65 cây gì. Cái chị đoàn hậu hai cái hồng lưu đoàn hậu nè. Có 50 ngàn hà, đoàn hậu chút em đơn mà em đi hay ghé lấy đó. Chị đoàn hậu ghé lấy vậy đó. Anh Đức không biết hơi sao mỗi năm năm rồi á, dịch đó thì hồ điệp nó còn giảm chứ năm nay người ta không có giảm nữa anh. Thì năm nay người ta biết tình hình chung rồi đó, nên là người ta đâu có nhập trồng nhiều đâu. Nên là cái số lượng người ta vừa đủ cung cấp ra thị trường. Nên nó là không có chưa. Nên nó là người giá đó, hồ điệp nó không có giảm. Nó có giảm nó cũng giảm mấy chị luôn á. Cây hàng lá chị Yến Nguyễn ơi. Hàng lá không à. Để chị Yến Nguyễn một cây hồng lưu chị Yến Nguyễn nha. Cây nó nhú nè. 93. Cho chị Lê Trâm Anh một chậu chuồng, chị Lê Trâm Anh nè. Chị Lê Trâm Anh cái cây này đẹp quá nè. Nó nhú vội nha. Nó nhú vội chị Trâm Anh nè. 75. Dạ được, chị vô kho được. Đây. Đấy là chị ghé lấy vậy, chị ghé vô coi được không? Chị Lê Trâm Anh một cái chậu chuồng cho chị Lê Trâm Anh gặp đơn nha, em cảm ơn chị. 50 ngàn một cây. 50 ngàn một cây chuồng. Nắng chuồng mấy chị ơi. Người đẹp Châu Phi hả? Dạ, đăng cái người đẹp Châu Phi ra chậu lớn hết trơn. Cho Su Danh một cây hồng mà lưu gặp đơn. Ý là người hải khách hỏi người đẹp Châu Phi. Năm mươi ngàn một cây. Phi Điệp hôm nay không có đâu. Phi Điệp hả? Phi Điệp giá rẻ lắm mấy chị ơi, không có đắt đâu. Mà tại vì không có bán Phi Điệp, cạnh tranh không có lợi, nó không có bán được. Phi Điệp có bên anh Hoa Lan cũng bán rẻ lắm. Ảnh trùm luôn á, ảnh trùm Phi Điệp luôn. Bốn cây hồng mà luôn này là 200 ngàn nha. Anh chị nào có chốt bốn cây này 200 ngàn nha. Em có chiên Phi Điệp nên em có ít có bán, lâu lâu bán thôi. Cây thắt ngọn hết trơn hết trọn cho mấy chị đó. Bốn cây 200 nha. 50 ngàn một cây hoa hồng blue. 50 ngàn. Rồi em sẽ lên cây này cho mấy chị nè. À, mấy chị có cái cây gì? À, có mấy cây Bensuda cam hoa thơm bán mấy chị 50 ngàn luôn. Ben cam hoa thơm. Ben cam luôn á, ngàn bán 50 ngàn. Vanda mình để vậy mình treo thôi cũng được, chị thích thì rời vô chậu cũng được nha chị Tiên. Trồng sau cũng được, ghép gỗ cũng được. Nếu mà chị muốn vô chậu á thì chị quấn bộ rễ nó lại. Quấn bộ rễ cho nó gọn rồi chị bỏ vô cái chậu rồi chị thêm than quả thông vô. Cố định cái cây cho cây Vanda mình đứng lên đừng có nghiêng ngã là được. Em lên cái ben cam cho mấy chị, ben cam này em bán có 50 ngàn à. Bên cam thì cây nó cũng không quá cao cho mình, nhưng mà được cái là tông của bên cam cái màu nó rực rỡ lắm, nó rất là thơm. Bên cam đang có bên cam là sắp hoa rồi các mấy chị. Cây cao tối đa của nó khoảng tầm 30 cm, 30-40 là cùng chứ cũng không quá cao hơn. Mấy chị thấy cái mặt hoa này quen quen không? Mấy chị lên Lazada Shopee á, mấy chị sẽ thấy. Em chuẩn bị về nói chuyện Hướng Dương ơi. Đây, lên Lazada Shopee á, mấy chị sẽ thấy cái hình hoa này rất là quen. Lúc đó là em bán Bensuda cam để đậu á. Hình này được lấy lên Lazada Shopee rất là nhiều. Em cho mấy chị coi mặt bông của Bensuda cam nè. Cái tông màu cam rực rỡ cho mấy chị và rất là thơm nha. Có 50 ngàn, 4 cây 200. Yeah. 50 ngàn một chậu bên cam. Chị chúc em hả? Chị có một chậu giờ đang ra hoa thơm không chị, giờ này Duyên không có. Đây, thơm không chị, nội Duyên không có. 4 cây 200 ngàn nha. Cho chị Hoàng Anh 2 cây bên cam, chị Hoàng Anh nha.
hai cây này về ghép vô chậu đẹp. Cái giống này nó cũng nhiều phân, cũng có nhiều phân chị. À, cây nó bắt đầu thất ngọn và chuẩn bị làm bông thơm, cái giống này thơm. Nó cao cỡ giống như là chị nghĩ là chị cứ lấy bàn tay của mình đo lên khoảng 2 găng tay á. Cái dòng này có 50 ngàn hả? Em bán lá không có bông chị? Cây cỡ này là bắt đầu làm bông rồi. Em lựa 3 cây cao đều cho mấy chị nha. Em lên 2 chậu banh cam cao đều cho chị Lê Trâm Anh nè. Lê Trâm Anh 2 cây banh cam chị Lê Trâm Anh nè. Có 50.000 một cây à. À lúc trước á bán cho chị 7. Nói chung là giá giờ vẫn là 70.000. 70.000 một cây chứ còn không rẻ hơn đâu. Tại có ít hả? Em lựa cho mấy chị một cái combo đều dễ. Dễ mấy chị ghép chậu. Cây này là nó lùm nha. Cây này nó lùm, nó lùn nha mấy chị ơi. 4 cây này là 200.000. 4 cây Bensuracam hoa thơm này là 200 nha. Anh chị nào có chốt combo 4 cây này 200.000 giùm em. Cây nó đang bật nhảy mầm lên nữa cho mấy chị á. 50.000 một chậu bên cam. Trời đúng rồi, bên trái em nói là hầu được trắng không tím mấy chị. Trắng lại đỏ chứ quên, trắng lại đỏ em lấy thử một cây cho coi này. Cái màu trắng lại đỏ này nó khá là bền bông, dài bông lắm. Nó cũng là 170 một cây. Này là trắng lưỡi đỏ nha, chứ không phải là tím đâu. Nè, cái màu này là trắng lưỡi đỏ. Cái màu này em ít có bán like lắm. Cái màu này những cái tông này thường á là tụi em cắm chậu là nhiều. Nó chỉ có mấy cây đó. Em ginh qua chân cho mấy chị cho nó đẹp á. Đây cái màu này nha, này cũng là 170. Khi mấy chị lấy một cặp là 320. Nó là màu trắng lưỡi đỏ. Màu này là ít, rất là ít khi em bán với chị luôn nè. Mấy cái tông này nè. Với lại trắng, đặc biệt là mấy tông trắng á. Trắng lưỡi vàng, trắng lưỡi đỏ em ít có bán. Cây nào đổi cây nào chị Tiết ơi, chị ghi nhỏ rõ giùm em nha. Gạo nó đang bán nè, 5kg 60.000, giao tận nơi 25.000. Rau hả? Ừ. Rau gì? Rau cải thìa, bùn ngót, bùn tơi. Đâu có ai bán cho đầu mối đâu. Nó bán cá kìa. Bán khô kìa, mua không? Cải thìa 5kg 60.000, giao tận nơi. Ở đâu vậy? Không cắt rau lên Bình Điện bán được. Chợ Bình Điện bán được. Ừ, tôi là dân Sài Gòn nè. 1kg cải thìa, 2kg cải ngọt, 2kg mùng tơi, 5kg 60.000, ship 25.000 nữa. Đi mua rau, đi mua rau ăn quá chị ơi. 50 cây, dạ rồi. Hết bên Thiên Dương rồi. À, đổi cái cây trắng đi cho chị Nguyễn Tiết nè. Nói chung là chị có tầng trắng và tầng tím ở giữa, em sẽ làm à, hai trắng đấy màu nào đẹp. Nói chung là mỗi cây mỗi vẻ đó chị, mỗi cây mỗi vẻ đó. À, cái cây kia thì nói chung là
Em lại cho chị lại coi là hai mặt bông đó rồi chị chọn lại nha. Tại vì em không biết chị thích màu gì. Bên Thiên Vương em bán hết trơn rồi. Nó là mặt hàng hết trend đó và chưa có nhà vườn nào bán cái giống đó luôn á, hoa phong lan. Lấy cây trắng chết kia giùm qua. Cái gì? Em còn một mấy cây là một cái sầm. Cây trắng tia đó cho chị tiếp chị coi cái màu nào đẹp cho lấy. Nói chung là trong giữa là nó là trong tím, tím hồng á. Dưới là trắng. Không biết chỗ mấy chị sao chứ chỗ em sáng là phải đi bách hóa xanh mua rau sớm. Không là tới chiều là không có gì để ăn luôn. Không có gì để mua ăn luôn đó mấy chị. Phải đi sớm, thức sớm mua. Không là vô trễ trễ là còn rau héo rồi gì không. Có hai cái tông màu này nè. Hai cái tông màu này nè. Cái chị thích cái màu nào, thích cái màu này thì nó nổi hơn đó. Cái màu trắng lưỡi đỏ này thì nó nổi hơn đó. Tùy chị thích thôi chị tiếc ơi. Cây này thì nó có ưu điểm hơn cái là nó hai ngồng. Còn màu này nó nổi hơn. Chị thích thì chị chốt, em không biết chị thích cái gì. Bây giờ vàng này á, vàng này thì nó tới 10. Không, chị biết rồi, chị hỏi em V3 bản còn bao cây. Trời đất ơi. Chờ 50 cây thì kêu vàng vậy đó. Hai người. Ok. Vàng với lọc cũng làm nó mẹ nhưng mà lọc không được em với vàng. Lọc cũng khổ chứ. Anh Vàng ơi, chạy về gấp lên vậy, chạy về kho gấp lên vậy. Cắm chậu nha, cắm chậu 50 cây nha. Em cân cây cho anh. 3 tiếng đồng hồ. Đấy, các bạn cắm rồi. Em với anh đẹp cắm á, anh chạy về liền đi. À, lên đẹp. Hết binh rồi chị Diễm ơi. Cái đó gì vậy? Không biết chị Tiết, chị lấy cái nào, chị đổi cho chị Tiết, em đổi cho. Lấy cây một ngồng là chị lấy cây sả, cây trắng này, lấy cây trắng là lưỡi đỏ nè. 54. Rồi, ok chị. Trong vòng 3 tiếng là xong á. Ok. Kinh hết mấy cái bàn đó luôn. Đi như tầng như vậy nè. 3 tầng. 3 màu thôi chứ ai đâu lấy 4 màu. Nhưng mà mình đang thiếu tím à, tím đậm, tím ớt, tím hồng. Vậy lấy cái hồng, cái tím ớt đi với cái thằng hồi nãy mà chị kêu để dành đó. Có mấy cây hả? Ừ, thì sẽ pha lẫn vào tím ớt. Còn được có 3 cây cơ. Đâu cái gì vậy? Thiếu trắng, lấy trắng lấy đỏ bao giờ. Lấy thêm cái hồng này nữa. Với tím đậm nữa. Lấy cái màu này đi, cái màu này nè. Đi. Màu này chị Nguyên lấy rồi, còn có mấy cây hả? Còn có 4 cây hả? Đi. Em đi trắng lưỡi đỏ, đi trắng lưỡi đỏ với đi trắng. Em kêu chị Ly cái màu này. Tin em đi. Nhưng mà cắm không có được. Ta cắm cạnh nó khó. Nó đâu có đóng được đâu. Nó ngắn bao vậy? Ý là nó hai hướng á em. Tin đi. Xe bộ đội tới chở luôn á. Có lấy cái tím chớp không? Tím chớp lồng cho nằm tầng dưới chứ đâu có đẩy lên cao được. Không, nó đi theo tầng theo yêu cầu. Vàng, tím, trắng. Vàng này vàng lồng sao đẩy lên cao được trời. Đúng lên nữa. Nhưng mà vàng cao mà. Lấy hai cây rút hàng ra đi tận cắm. Chỗ hả bà? Bây giờ hàng của chị Quyên chưa đi kìa. Chuyện đó người ta lo. Em hai cây thiên vương em hết rồi. Của chị Tiết nãy như em có cho chị hai cây thiên vương với hai cây hồ điệp á chị Tiết. Hai cây thiên vương với hai cây hồ điệp á. Để em đây cái cây nắng cho mấy chị nha. Long An có gì đâu mà phong tỏa nguyên tỉnh ta. Mấy chị em lên cho mấy cây hoàng hậu nè. Lấy đi một cặp đi em bán rẻ cho mấy chị. Cái này là 150 một cây. Em đi một cặp luôn cho mấy chị là 250 luôn nha. Tức là 125.000. Một cặp phụ nữ hoàng hậu thế này mà cây lớn thế này nha. Đi một cặp giùm em. Có khoảng hơn 10 cây đó thôi. Hơn 10 cây cho mấy chị em rút em bán sale luôn nha. Hàng này lên chưa có
lên chưa có ấy gì hết trơn á mấy chị, chưa có bán cây nào luôn mà cây đẹp nha. Một cặp vũ nữ hoàng hậu là 250, em lựa thêm một cặp đẹp nữa cho mấy chị nè. Cây này mới lên luôn nè mấy chị, hàng hiếm hoi được được hoàng hậu lên được tới đây, hiếm hoi được cây hoàng hậu mà lên tới đây bán cho mấy chị rất là khó khăn, xe lên rất là khó khăn để có hoàng hậu bán cho mấy chị. Một cặp vũ nữ ở hàng hậu này em để cho mấy chị 250 luôn nha, đi một cặp giùm em. Nó là 150 một cây theo cái giá nhà vườn em bán ra trước giờ. Còn thị trường bán cho mấy chị là khoảng từ 200-220 một cây. Em đi luôn cho mấy chị một cặp này giá là 250, tức là 125.000 một cây một cặp vũ nữ hàng hậu thế này nha. Em có khoảng được khoảng 5 cặp á cho mấy chị á, mà cây lùm cho mấy chị và rất là đẹp. Để em cho mấy chị coi mặt hoa vũ nữ hoàng hậu nè. Tính ra có cặp này có nói chung là có 125.000 cây rất là rẻ. Đi một cặp giùm em nha, em không có đi lẻ đấy mấy chị. Anh đăng nói là chưa có đăng lên, ngày mai là mới đăng, ngày mai mới đăng lên lại. Bên đơn vị tiếp theo là người ta nói rồi đó là Trò Trang Châu Tệ một cặp vũ nữ hoàng hậu, em lấy mặt hoa vũ nữ hoàng hậu cho mấy chị coi nè. Trang Châu Tệ một cặp nha. Đây là mặt bông của lan vũ nữ hoàng hậu cho mấy chị nè. Khách khi khách chị chăm làm bông nè mấy chị. Em xin hình của khách luôn á, mấy chị về chăm làm bông hết trơn rồi. Chỉ là mấy chị nghe tôi lời em nói là cắt nước nó làm bông đó mấy chị. Một cặp có 250 nha. Một cặp có 250 nha, lan vũ nữ hoàng hậu. Cây hàng lá nha chị Kim Đồng ơi. Cây hàng lá ạ. Trang Châu Tệ một cặp cho Trang Châu Tệ nè. Em lựa cây đẹp cho mấy chị đó. Giá này bán cho mấy chị gần như là giá vốn của nhà vườn luôn, chứ gần như là không có lãi trên một cây lắm nha mấy chị. Giá này không có lãi. Thì thật sự ra trồng, em nói mấy chị một cây bót chút xíu cũng là 40.000 một cây rồi. Lúc bữa về cho mấy chị cây bót mà nó có 3 thân mà có chút xíu này nè, mấy chị mà mua 5 cây 200.000 đó mấy chị. 40.000 một cây rồi. Tại cái cây này trồng cũng từ 2 năm mấy 3 năm rồi thân cũ nó. Gần như tụi em bán này cho mấy chị gần như là không có lợi nhuận. Giá này còn hơn thấp hơn cái giá sỉ em bỏ ra, em nói thật sự mấy chị. Cây này em bỏ sỉ cho nhà vườn là 150 một cây. Họ về họ bán cho mấy chị từ 200.000, 200.000 trở lên. Mà gần như là cái giá này em bán thấp hơn cái giá sỉ nữa. Thấp hơn giá em bỏ sỉ 100 cây cho thị trường vườn nhà vườn nữa. Là mấy chị biết rồi đó. À, cặp này là 250 nha. Anh chị nào có chốt cặp này chốt 250 giùm em. Tại hàng nó lên đây rồi nên là em sell luôn cho mấy chị luôn. Cây nó rất là đẹp nha. Mấy chị trên tục có cơ hội thì mấy chị mua đi. Cũng em không có nói ép gì mấy chị mua, nhưng mà cái giá này thật sự tụi em bán không lợi nhuận trên một cây như thế nào hết. Tại vì cái giá sỉ ra em bỏ đã bỏ, em bán giá lẻ bằng giá sỉ. Nếu những cây hàng vừa em có bán giá lẻ bằng giá sỉ, giá sỉ em bỏ ra một thùng 100 cây là 150 một cây, là người ta bán cho mấy chị thị trường là 200-220 cây đó. Cây nó rất là đẹp nha. Nó em sell cho mấy chị đó. Trời ơi, mỗi lần tiếng còi xe cấp cứu thấy nó quải tới cho trời. Cũng còn khí áp tới luôn. Một cặp em để cho mấy chị là 250 nha. Cái giá đúng chuẩn của nó là 150 một cây. Chị mua còn rẻ đó chị Hoàng Anh ơi. Thiệt á, em nói thật á, chị mua trăm, em không có nói điêu mấy chị đi hết với nhà vườn coi. Phải người ta bán cho mấy chị á là 200-220 một cây vũ nữ hoàng hậu không? Một cặp này kịch mấy chị, nhiều khi mấy chị mua một cái cây chút xíu này, chọn xe vi 12 chút xíu này à, đã làm 150 cây giá bán lẻ rồi. Cặp này là 250 nha. Cây nó rất là đẹp, cái cây này bữa nó mới lên xe tải, nó mới lên luôn á. Mà chở được hiếm hoi, được ít cây lan lên cho. Chứ là sự không xe, không trung chuyển gì được quá nhiều.
nên là cũng không có ấy nữa. Cặp này là 250 cặp này nha. Anh chị nào có chốt cặp phụ nữ bằng hậu chốt 250 giùm em. Cây nó mập đẹp lắm mấy chị ơi, và lùm luôn. 250 một cặp nha, hàng đẹp cho mấy chị. Hàng này em nói luôn bán lợi nhuận. Mấy chị cứ nghĩ đi, 40 cây bóp 40.000. Trồng 2 năm mấy 3 năm để bán ra một chậu thế này cho mấy chị. Chưa kể cả tiền công, tiền nhân viên, tiền chi phí phân thuốc này kia. Và cái khi mấy chị trồng 1.000 cây á thì gần như là mấy chị đã mất hơn 100 cây rồi. Nó rủi ro đó mấy chị, nó rủi ro, nó hư cây, nó chết cây, nó vàng, nó tối này kia, các kiểu nữa. Tại vì cây phụ nữ hoàng hậu mình đặc biệt mà hơn năm nay mới ít chứ đợt như mọi năm rồi á, mua mà nhiều mua dầm á là về trời ơi, nói thật mấy chị nha, là nó thối ổn lắm. Dây chị cắt nước khoảng tầm nửa tháng là nó bung vòi cho mình á. Cặp này là 300-250 nha, tức là có 125.000 một cây thôi. Anh chị nào có chốt chốt em coi cái gì em sale được, em sale cho mấy chị. Cây nó đẹp, cây nó đẹp lắm á mấy chị, cây nó đẹp lắm. Dạ cặp 250 em sale hết mức cho mấy chị luôn. Cái này là sale có lợi nhuận, không phải là cầm một cái cây lỗi hoặc là cái cây thanh lý hoặc là cây xấu gì mà lên sale nha. Cây này gần như là chưa có vô lên bán mấy chị nè, vườn chỗ lên qua kia gì đó, qua kia em cũng chưa có cầm cây lên bán cho mấy chị nữa. Lá nó không bụng bì, không bàn lá nào hết trơn á. Cặp này là 250 nha, chung là bán rẻ được bao nhiêu bán cho mấy chị. Chứ thời điểm này nó cũng khó khăn quá chị ơi, thời điểm này nó cũng khó khăn quá. Dạ chị Lê Trâm Anh có lựa chị cặp lùm rồi đó, em lựa chị một cặp lùm rồi đó. Mấy chị em có mấy cây cái này đưa giá là toàn giá lỗ không luôn. Mấy cây này đưa giá là giá lỗ không luôn nè chứ nói. Lấy mấy cây da da lên cho bán đây. Đưa mấy chị giá này là giá lỗ không à. $175 tài trợ. Kiếm vàng hả? Kiếm vàng không có, em có một cái chậu khủng ở dưới vườn á, bự lắm. Bự gấp cỡ gấp rưỡi á. Gấp rưỡi cái chậu bữa em bán cho chị Tiết á. Cái chậu đó đợt khoảng 2 năm về trước á. Em đi Bảo Lộc Lâm Đồng á. Nó mặt bông nó đẹp lắm, nó vàng tuyền luôn, nó có mặt hoa luôn á. Hình như bây giờ ở dưới đang bông á gì á. Còn đang đi chứ vườn nó quá bự. Một chậu nó mười mấy kilo đó chị Tiết. Mà một cái tép của nó nha. Cái tép của nó, cái lá của nó to lắm mà nói chung là nó đẹp khủng khiếp luôn á. Mà cái cây đó như nó, cái chậu đó có 3,5 triệu hả? 3,5 triệu à. Em để dưới vườn mà. Đi Lâm Đồng là lúc đó mua Lâm Đồng được hởm là mua cái chậu đó lớn rồi, đã có bông rồi. Nó đã có bông mấy đợt luôn rồi mà giờ nó chậu nó lớn hơn nữa. Em có chậu ben soda chị Nguyễn Hiền ơi. Có ben. Lấy bán đi hả? Để em nói với giờ em chụp hình gửi vậy. Em nói mà vàng chuẩn nha chị, vàng chuẩn nha, vàng chuẩn đẹp lắm. Nó bột nó đẹp cực kỳ, nó đẹp đẹp dữ lắm. Cái đó là cái kiếm là kiếm đài luôn á chị, và chị Tiết kiếm đài luôn á. Lúc hổm em tụi em mua về chơi mà năm rồi là em để cách giá 350, mấy chị kêu tắt cây đi, tắt đi à, chị mượn cho có tắt, chị để nguyên chậu mới nhận kiếm mà đẹp mà ở giường á. Em có dưới giường nó bự, em nói chung là cái chậu của chị nhận nghe cái này chắc gấp rưỡi hoặc là gấp hai lần thì nó bự lắm. Chị có tin là một chậu nó hơn 10 kg không, hơn 10 kg, nó to lắm và nó nói chung là lá nó đẹp giả man luôn á chị. Để em coi còn video không ta nè, em cho chị Tiết coi nè. Em coi còn hình lắm. Bữa về có nó có bông em có quay. Nè chị Tiết coi nè. Nó có hai mặt bông. Nè cái chậu vàng này nè chị. Chị Tiết coi nè. Nó vàng này nè. Vàng này nha, với lại nó có hai mặt bông với lại một cái vàng này. Nó có hai mặt bông này là thằng Đài Loan nha. Đây nó có hai vàng này. Chậu nó bự lắm. Hôm bữa em về vừa em chụp nè. Nè nó bự thế này nè chị. Nó to lắm. Hai cây có bông nè. Một
có hai cây này nó có mã trên chậu nè. Cái một cái là vàng này, cái chậu này là 3,5 triệu một chậu, em để dưới vườn lâu rồi. Hàng này nó có lá nó to cực kỳ to, em có chụp lại nè, nó nặng lắm chị, nó có hai mặt bông. Bữa em về vườn có quay lại nè, một cái màu là màu này. Tiếng chị cầu to lắm, nó to lắm mấy chị ơi, nó to lắm, bự lắm, bự gấp hai lần á. Chị Tiết lấy bằng tươi hả, để em hỏi dưới vườn coi. Tính nằm, nói chung là nằm dưới vườn á, nằm dưới vườn á chị, tại dưỡng ngày càng càng bự mà. Để em kêu gọi cái dưới vườn có gì chụp hình gửi chị, cái chị ok chốt. Chậu to lắm chị, anh đẹp, nói chung là đẹp hơn cái chậu bữa chị nhận nữa kìa, đẹp hơn nhiều. Dạ, em có chậu ben soda nữa mấy chị. Chậu ben này là 250 nè, hàng đẹp nha. Em để cho mấy chị 220 luôn nha, 220 cây ben đẹp quá trời đẹp luôn đó mấy chị. Đó là ben xưa đó, à, người ta nói làm sao để phân biệt được ben ben lai, ben mô, ben thái gì đó mấy chị. Chung là theo kinh nghiệm của em thì em nhìn em biết được cây này ben xưa. Thì em chỉ nhìn em cũng nhiều khi em không có diễn tả được, chứ mấy chị chỉ nhìn cái cây thì biết thôi. Cây này là 250, cái chậu ben xưa của mình nè, em để mấy chị là 220. Cây ben xưa là sao, nó không phải là chưa chuẩn 100% là xưa, nó lai tạo từ cây ben xưa ra, nên là người ta nói giống như thế hệ F0 của mình thì cái thế hệ F1 của nó cũng là ben xưa, còn cây mô lấy từ cây mô ra, cái gốc của nó lai tạo ra thì từ cái gốc cây ben soda xưa cho mình. Em cho mấy chị coi ben thơm á nghe, cây này 250 em để mấy chị 220 luôn, chứ cây đắt lắm mấy chị. Đây là mặt hoa của ben soda. Ben soda được mệnh danh là hoa thơm đệ nhất đó mấy chị. Ben soda bên vàng này cũng được mệnh danh nó là dòng ben soda hoa thơm đệ nhất. Ôi nó thơm dữ lắm, bông nó quanh năm. Cái này thì nói tới rồi, cái giá thị trường của nó gần như em bán lan mấy năm nay, cái giá ben nó không bao giờ giảm cho mấy chị. Không bao giờ giảm, ben là chỉ tăng giá thôi chứ cũng không có một cái giá mặt bằng chung không có giá giảm. Giờ là bớt nói đó chị Đào Ngậu ơi, chứ đâu có được nói nhiều nữa đâu. Cây này á là em để mấy chị là 220 nha. Chậu này chai Savi 18 á. Cho chị Cao Thục Phương cái chậu ben nè. Chị Cao Thục Phương cái cây này về á, chị ra cái chậu Savi 35 hoặc là 40, cái chị thêm một thang quả thông vô giùm em nha. Nó giá trị hơn rất là nhiều á. Cái ben 220 chị Cao Thục Phương. Nè tiếp tục cái cây ben này cho mấy chị luôn nè. Ben này khỏe lắm đó nghe, nó là cũng là ben xưa đó. Cái ben này nè. Cây này ít thân hơn một chút cho mấy chị, nhưng mà cây cao cây thân nào ăn đó khỏe nha. Cây ben em để mấy chị 200 ngàn. Em nói nghe mấy chị, cây ben ba thân là người ta đã bán cho mấy chị là 220 một cây rồi. Cây đó là cây đó bị lỗi không, em cho chị coi Thục Phương coi kỹ lên nè. Em đã bán rẻ dữ lắm, rẻ cho mấy chị. Nó cái cây em nói thật, chỉ có ba thân nhỏ này thôi nè là người ta đã bán cho mấy chị là 200 ngàn, không tính thân cao rồi nha. Ba nhỏ hay thôi, mấy chị có like mấy chị biết liền. Em có nói điêu mấy chị. Cây này 200 nha. Nè có gì Cao Thục Phương nè. Đây. Cây này cũng không có lỗi gì hết nha chị. Cái lá nó cúp thì nó thể hiện trên dòng bên xưa. Lá hay cúp quặt xuống thế này. Đây. Cây này thân cao luôn cho mấy chị. Cái chậu ben này là 200 nha. Anh chị nào có chốt ben này chốt 200 giùm em. Chậu này là 200 nghìn. Cho một chậu ben soda. Hoa thơm. Cây này được 4 tăng cho mấy chị á. Không có bị lỗi gì hết nha. Cây này là 200 ngàn nè. Anh chị nào có lấy cái đó lấy 200 ngàn. Dạ không được chị Phương ơi. Giá em rẻ lắm. Thay cái chậu kia đó là 250 đó chị. Chậu này là 220. Em bớt mấy chị dữ lắm. Chị yên tâm đi. Chị mua cái giá ben nó rẻ hơn mấy chị, kiếm chỗ nào mua ben rẻ hơn mấy chị mua thiệt, em còn khuyến khích mấy chị mua nữa đó. Giá em cho mấy chị giảm đái mà. Em không có nói đắt mấy chị nó đi làm gì đâu. Ờ lên lên cái này cho. Dạ. Để em nói với chị. Để bây giờ không biết nó coi nó còn bông không nha. Để em coi em hỏi cái chị dưới vườn ơi. Chậu nó bự to lắm chị Tiết ơi, to cái chậu của chị nữa, em hứa là vậy. Thì em đã nhìn thực tế cái cây của đó và em bán cây của chị em biết mà.
7 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Phong tỏa nữa cho coi. Trong khu cách ly là 275 xét nghiệm lần 2 và 260 xét nghiệm lần 3 là bao nhiêu người? 600 mà. 660. 7 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Sài Gòn tâm dịch đó. 99 ca. Có mấy cây da da đẹp nè, em bắn ghẻ luôn cho mấy chị luôn nha. Da da lá chẻo combo bữa đó cho mấy chị, những cái hàng combo này em bán mấy chị thường là 35.000 một cây da da, em để cho mấy chị luôn 30.000 một cây thôi nha, là 10 cây 300.000 da da nha mấy chị, 10 cây 300.000, 10 cây 300.000 nha. Chị Cao Thục Phương lấy đi, em không có nói điêu chị, hôm qua kia em coi một cái live stream kìa, có 3 thân thế này thôi là 220 một cây, cái lấy một cặp là 400.000. Mà chỉ có 3 thân cao khoảng hơn gan tay bên sô la xưa. Cây này em nhập vô rất là cao á chị. Tại vì nó có nằm ở đây đem sale mấy chị nè. Sale dọn kho á. Sale xả dịch rất mấy chị. Về hôm trước Tết á, mà trồng bữa nay 6 tháng rồi, về trước Tết trong 780 nhập không thấy về. Hôm về trước Tết là cái cây này là em nhập là đã 178 rồi đó. Nửa năm rồi đó. Nhập về đã 178, mà về cái hàng này á là tụi em là để ra dưỡng nó ra chậu lớn á mấy chị, nhập về giá tại về đây luôn nha, giá 178 chưa bán ra đó, mà dưỡng từ hôm Tết tới giờ rồi. Hôm Tết là nó chỉ có cỡ cao thế này thôi, mà giá này cho mấy chị là biết rồi đó, mấy chị có mua chứ là mua công không thôi đó. Không trong khu cách ly với khu phong tỏa không sao, 99 khu phong tỏa với 508 ca trong khu cách ly. Cái chị Nguyễn Hoàng Anh 5 cây dây da nè, lấy 10 cây luôn đi chị, giá rẻ quá trời luôn nè. Em bán có 30.000 một cây và 10 cây 300.000. Dây da này dây da lấy dẻo á chị. Dây da lấy dẻo nha. Chào cô Hương. Cây lùm không à. Cho chị Hoàng Anh 5 cây này nghe. Hoàng Anh 5 cây dây da. Chào Ben đó 200.000 đó. 220 em chị bớt mấy chị dữ lắm, 200.000. Em nhập về lại đây là 178 hôm trước Tết đó mấy chị là biết rồi đó. Em nhập cái lớn về để em ra trồng á, dưỡng chưa kể cả tính ao hụt cho mấy chị nữa đó. 10 cây da da này em để mấy chị 300 nha, anh chị nào có chốt nha mấy chị. 2 cây nè, chị Nhi ơi, chị Hà Ngọc Nhi mình chưa có đơn á, chị lấy giùm em đơn từ 200.000 mới gửi được nha, chứ 5 cây em cũng chốt được chị. Tại cái giá này em đã bớt cho 50.000 một combo là mấy chị biết rồi. Cái này da này mấy chị, em nói mấy chị mua cái bot mấy chị, giờ mấy chị vô mạng mấy chị coi đi. Trên Lazada, Shopee cái giống giờ cũng đã là 25.000 một cây. Cây bot nó chỉ có 3 thân thôi, mà cây đó là cây lá cứng, còn hàng này hàng da lá dẻo. Anh chị nào chơi là hay phân biệt là mấy chị biết liền à. 10 cây là 300.000 nha. 5 cây 150 em cũng không có đủ đơn để giật đi cho mình nha chị. Không đóng được à. Em bán mấy chị có 30.000 một cây da. Cây là cái cây tơ mướt thế này cho mấy chị, hàng này về mấy chị ghép chậu rất là đẹp. Và giá này cực rẻ cho mấy chị luôn á nha. Cây nó lùm như thế này không nè mấy chị. Cây nó lùm và đẹp. Này là hoàn toàn là những cây mini da da lá dẻo hết cho mấy chị luôn. Da da lá dẻo nha. Hoàn toàn là những cây da da lá dẻo hết cho mấy chị. 10 cây là 300.000. Mấy chị lấy một combo 10 cây đi. Cây nó cực đẹp. Mà cây là cây xanh mơn mởn mấy chị không à. Chậu bên nó 200 mấy chị lấy đi. Không có đắt cho mấy chị đâu mà sợ. Nó là bên lớn rồi. Nè, 8 cây nè, 8 cây da da nha. 9 cây da da. 10 cây, những cây này bắt đầu nó có bông bói cho mấy chị dần rồi nè. 10 cây này là 300.000 nha. Anh chị nào chốt 10 cây chốt 300, hàng đẹp cho mấy chị để mấy chị chơi á. Combo 10 cây 300. Thường những cây đó ít thân á thì tụi em mới sale xuống giá từ 350, còn 300 cho mấy chị thôi. Còn cây này là những cây mới nha. Lá dẻo khác lá cứng sao đúng không? Để em cho em phân biệt, em lấy cái hình em phân biệt cho mình coi. Lá cứng á, thì giống như là cái cây nè. Những dòng lá cứng mấy chị. Mấy chị uống cái lá là nó sẽ bị gãy. Còn những dòng này mấy chị uống cái lá gần như nó cong, nó gọi là giá dẻo. Tỷ lệ lá của nó không có bị gãy dập lá nhiều là cái thứ nhất. Đây. Dạ Long An em ưng ship luôn rồi chị ơi. Long An dịch vụ của nó không nhận giao hàng nữa rồi. Em cho mấy chị coi da da để mấy chị biết nha.
cái lá cứng sau này về mấy chị trồng á là nó xuống lá, nó xuống lá dù đặc tính hai dòng da da, dù là lá cứng hay lá dẻo chăng nữa thì nó vẫn làm bông, xiên bông cho mấy chị vào bông rất là nhiều, nó xay hoa. Cho mấy chị có cái hình nha. Đây. Từ từ. Không, còn một thùng nữa phải không? Còn cái này trở về tiền gửi gì, gửi ra xe gì thêm á. Thùng lăn gì? Chắc là mình đi. Cái lá cứng á, em cái hình em giục nó mất tiêu rồi. Nó sau này á, mấy chị trồng á là nó sẽ rớt lá, nó rớt lá dữ lắm luôn. Nó còi cọc á, mấy chị hay để ý, mấy chị hay mua da da trước đây á. Thông lăng gì? Da da là mấy chị nên chơi da da đi, em cho mấy chị coi mặt bông. Cái cây lá cứng em giục đâu mất tiêu hết trơn rồi, mấy chị ơi, cái hình hoa lá cứng em không có lưu lại. Em cho mấy chị tâm coi mini da da nè, làm bông đẹp lắm. Mấy chị về có thể ghép chậu cho nó đẹp nha. 10 cây em để mấy chị có 300 ngàn. Thường á là em khi mà em bán da da 300 ngàn, 10 cây 300 ngàn á, thì cái lá nó sẽ ít thân, ít lá hoặc là nó xuống một ít lá, thì em mới để cho mấy chị được 10 cây 300 ngàn. Tại vì cái cây bót bây giờ cũng đã là 25 ngàn một cây mini da da rồi, 25 rồi. Em bán mấy chị giờ có 15 ngàn, 25 ngàn, 35, 30 ngàn chứ quên. Da này đủ mắc khoai cho mấy chị chơi hết nha. Cái lô này em nhập lúc trước em nhập cho mấy chị cây bót á. Cây bót có chút xíu mà cái lô bán mấy chị 25 ngàn một 10 cây em rưỡi á. Giờ là trồng cái lớn cho mấy chị rồi đó. Đủ mắc khoai cho mấy chị chơi á nha. 10 cây là 300. Cho chị Thí Nguyễn 5 cây da da và 2 cây phụ nữ hoàng hậu. Em để chị 5 cây da da và 2 cây phụ nữ hoàng hậu nha. Đây, mini da da đẹp lắm. Cây nó xanh mơn mởn, cây tươi lắm nha mấy chị ơi. 2 cây nè. 4 cây nha. 5 cây da da nè, cho em xin cái địa chỉ luôn nha chị Thí Nguyễn ơi. Và 2 cây phụ nữ hoàng hậu ạ. 2 cây phụ nữ hoàng hậu cho mình nha. 2 cây. Một cặp hoàng hậu em để mấy chị 250. Da da em bán cho mấy chị là 300 ngàn một combo 10 cây. 10 cây có 300 ngàn thôi. Cho em xin cái địa chỉ luôn nha chị Thí Nguyễn ơi. À chị khách cũ. Bách hoa xanh như này nó đông ghê kìa. Có ghé đó mua chưa? Có, ghé bên chỗ nhà 11. Chỗ mới, ngay chỗ ngã tư. Nó lớn lắm. Bách hoa xanh ngay chỗ bẹo vô cái khu bẹo đường nhà em đó. Ngay chỗ ngã tư này xanh lỏ đó. Đông lắm mà rau nhiều lắm. Tại vì nó mới khai trương có nên rau nhiều lắm. Nó nằm đường chính là trong tấn mình à. Trên đường chính luôn. Chị đây chạy xuống rồi. Ngay chỗ ngã tư quẹo vô trường nhà em đó. Bên tay mặt luôn. Đông lắm mà nó lớn lắm nha. 10 cây này là hết rồi chị Diễm ơi. Hết rồi, không có nữa đâu bán. Hết luôn á. Là có nhiêu đó là hết luôn đó. Cho mấy chị sưu tầm. Hết luôn á. Bên Thiên Vương 10 cây da da này, anh chị nào có chốt 10 cây chốt em nha. 10 cây là 300 ngàn. Còn mấy chị lấy một cặp thì một cặp hoàng hậu thì 250 nha. Các chị nào có chốt chốt. Bên Thiên Vương em về có chút là hết rồi. Có mấy cây à? Ok em cho chị coi một bông. Ở xe anh Tèo anh Minh. Dạ.
Em cho chị coi mặt hoa nè. Coi sao. Không có về nữa không biết. Đây mặt bông của nó nè, đẹp lắm. Em chụp nè. Nó về, nó mới về, mình bung ra chụp rồi, nó chưa có tui tui nữa chị Diễm. Đẹp lắm á chị Diễm. Giống mới đó, giống này Việt Nam mình chưa có nhà vườn nào có đâu. Nó không có tên nên em đặt cho nó dòng Bình Thiên Vương cho mấy chị á. Không về nhiều. Sao không về nhiều hả? Dịch. Dịch. Dịch chỉ có câu đơn giản cho mấy dịch. Bán nay, nằm trong bán nay rồi mai rồi không biết, dù khi bán được mấy chị nữa cũng không chừng nữa. Tâm dịch mấy chị. Nên là đâu có dám gì à. Đâu có dám gì đâu mấy chị ơi. Rầu cũng chết luôn á. Rầu cũng chết luôn. Em bán thì được cho mấy chị đó, những cái mặt lăn hết nó về nhiêu là tụi em hết nhiêu à. À anh Ninh nó nằm bên kia, mình bên đây. Nhiều khi sợ mấy chị. Bán 10 triệu này mai phong tỏ em cũng biết đường rờ nữa. Tại chỗ em đang bị tâm dịch. Đang rầu lắm luôn. Có điện thoại chị Phượng ơi. Bán ế anh Minh ơi. Tính lên bán gì cho mấy chị. Chuyện đọc thông báo bây giờ hết muốn bán luôn mấy chị. Thoa Nguyễn Kim bông mới hả? Chị Thoa Nguyễn Kim nói tiểu màu đẹp về chơi thì Thoa Nguyễn Kim. Cái màu này mini nhưng mà dễ thương lắm chị. Mình chủ động chị bán hàng. Hai chữ ngọc để tối em lên bán với chị. Hai chữ ngọc để tối em lên bán. Tối em có chữ ngọc lên cho mấy chị. Cái mini dễ thương lắm nè, để em dẹp cái này em lên mini cho. Hương nó từ ở em mà lên cây lại không được luôn á. Không đi được. Không đi được. Không cho đi hay là không chặn chốt chặn quay đầu gì hết. Quay đầu không cho đi chứ. Chứ phải là đi mà có kiểm tra đâu là không cho đi luôn. Hương nó từ Hương mẹ nói là Hương nó xuống với mẹ mà đi qua 3-4 chặn bắt quay đầu rồi hết. Có chị Kim Hồng Đậm nãy em có lựa chị hai cây kiều đẹp với chị Kim Hồng Đậm. Cái màu tiểu màu đẹp mini này nè. Nó là 170 một cây. Màu nó dễ thương lắm mấy chị mà nó cực ngọt. Này mấy chị trồng tiểu cảnh đẹp lắm á nha. Một cặp là 320 mấy chị. 170 một cây, một cặp là 320. Màu này em còn được ít cây giống mấy chị nè. Màu nó nhu nhu dễ thương lắm. Nó cực bền nha mấy chị, đừng có chê nó nhỏ nha mấy chị. Nhưng mà nó cực kỳ bền á. Đèn cũng đi không được. Giờ chạy đi là công an hỏi tới rồi. Mỹ Tho ship được nha. Mỹ Tho ship được cho chị Hằng Vang ơi.
Chỉ có cây lạy thì em ngưng nhận cây lạy thôi. Long An thì em không gửi được, Long An không gửi được luôn. Anh chị nào có chốt này chốt nha, chốt hồi đẹp chốt nha mấy chị. Mỹ Tho em gửi bình thường á chị, Mỹ Tho gửi bình thường nha. Ôi cái này nó có mùi thơm ta. Thơm. Hồi đẹp thơm, cô nương ơi. Hoa thơm, mùi rất là ngọt. Mùi thơm nhẹ, ngọt. Hoa thơm mấy chị ơi, hồi đẹp là hoa thơm nè. Hồi đẹp hồng này là hoa thơm nè mấy chị. Đen ru xuân hả chị Phượng? À, đen ru xuân vàng không có. Hỏi em có quán qua một lô đen xuân cho mấy chị khủng khiếp luôn á. Hết rồi. Thì chưa có nhập được mấy chị, cái nào nhập được em bán mấy chị. Nó vẫn có hàng mấy chị ơi, vẫn có hàng. Nhưng mà nó không di chuyển được. Không di chuyển được nên là không có đi nhiều cho mấy chị. Cây này 170 một cây nha. Anh chị nào có lấy một cặp thì 320 giúp em. Em offline luôn, tối em lên like cho mấy chị nha. Tối có chuỗi ngọc cho mấy chị. Tối có chuỗi ngọc dòng đen ru nắng mà được mệnh danh là dòng nắng xưa hoa thơm. Dòng đó rất là hiếm trên thị trường cho mấy chị. Cũng là một dòng lan hiếm nữa. Nên là tối mấy chị vào qua livestream nha. Cảm ơn mấy chị. Bye bye.